Từ xa xưa khi trời đất hỗn loạn đã sinh ra một cậu bé với sức mạnh to lớn. Chào mừng bạn đến với bộ phim Triệu Hồi Lục Địa. Trong thế giới này tồn tại những thứ gọi là linh thú. Cậu nhóc kia, ngươi đã được trời đất sinh ra nên ngươi mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp, nên ta sẽ phong ấn mấy viên ngọc này vào người của ngươi và một con rồng đỏ. Loài rồng là linh vật tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối của các đấng thiên tử. Khi cậu nhóc này đang nằm khóc thì có hai lão nhân từ xa bay tới. Cậu nhóc này được trời đất sinh ra nên sức mạnh xem ra không tầm thường, chúng ta hãy nhận nuôi nó đi. Bây giờ nhóc đã là con của bọn ta, vì nhóc được trời đất sinh ra nên mang trong mình linh khí của trời đất nên bọn ta đã quyết định sẽ đặt tên nhóc là Lục Ma Phong. Vậy là cậu bé đã trở thành con trai của hai lão nhân kia. Thời gian cứ thế trôi qua 7 năm sau. Lục Ma Phong, trời sáng rồi kìa, con mau dậy đi để còn đi triệu hồi linh thú. Dù nghe thấy nhưng Lục Ma Phong không muốn dậy. Con suốt ngày chỉ có ăn và ngủ, chẳng biết con có triệu hồi được linh thú không nữa. Linh thú là cái gì vậy? Tiểu muội sao bây giờ mới tới? Người phụ nữ này trước đây là một cao thủ. Chào sư muội, đã lâu không gặp. Muội không cần chào đâu, thôi để hai đứa này vào kia rồi chúng ta đi chơi đi. Đã đến giờ triệu hồi linh thú, những ai muốn triệu hồi linh thú hãy tập trung về đây. Linh thú được triệu hồi sẽ tùy thuộc vào người triệu hồi có mang trong mình sức mạnh tiềm ẩn không. Nhưng nếu không có sức mạnh tiềm ẩn thì sẽ không thể nào triệu hồi được linh thú. Sức mạnh tiềm ẩn cũng phân chia cấp độ, trong đó màu xanh lam là yếu nhất, màu cam là mạnh nhất. Các cấp độ được phân chia lần lượt là nhân, tiên, ma, yêu, quỷ, thần. Lúc này một trong những người ở đó đang thử triệu hồi linh thú, sau một lúc thì có một tiếng hét, sau đó một con linh thú cấp nhân đã xuất hiện. Chàng trai kia đã rất vui sướng, sau đó rất nhiều người đã lên thử nhưng đều thất bại. Lục Ma Phong nghĩ thầm trong lòng, nếu thất bại thì có thể ở nhà chơi rồi. Thật không ngờ đứa trẻ được trời đất sinh ra lại lười biếng như vậy. Nghe vậy Lục Ma Phong liền nhìn xung quanh xem là ai nói, rốt cuộc là ai vậy, là ai vừa nói vậy. Khi Lục Ma Phong đang tìm xem là ai nói thì mọi người ở đó đều tỏ ra bất ngờ. Cậu nhóc kia đã triệu hồi được một linh thú cấp quỷ khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả ông thầy cũng phải bất ngờ. Không tệ, con nhỏ mà đã làm được như vậy, tương lai em có thể sẽ thành người tài giỏi. Lục Ma Phong cũng khá bất ngờ, sau đó Lục Ma Phong cũng lên triệu hồi linh thú nhưng chờ rất lâu vẫn không có linh thú nào xuất hiện. Thôi bỏ mẹ rồi, chẳng lẽ mình không có sức mạnh tiềm ẩn sao, tất cả mọi người đều đang nhìn mình, thôi nào linh thú cấp nhân cũng được. Ta đoán không sai, ngươi không có chút sức mạnh tiềm ẩn nào. Giọng nói đó là của kẻ vừa triệu hồi linh thú cấp quỷ. Khi Lục Ma Phong đang đứng đơ ra thì con linh thú kia đã lao đến chỗ cậu ta. Khi con linh thú sắp tấn công Lục Ma Phong thì một nguồn sáng xuất hiện. Nguồn ánh sáng chiếu lên trời cao, ngay sau đó một con rồng dũng mãnh đã xuất hiện. Khi xuất hiện, con rồng gầm lên thì một cơn gió mạnh mẽ và một làn sóng xung kích mãnh liệt xuất hiện. Khi ông thầy nhìn kỹ thì trở nên hoang mang. Quan đã đây chẳng phải là thần long trong truyền thuyết sao? Không ngờ năng lực tiềm ẩn của tên kia là cấp thần. Lúc này tên Hoàng Phước nhìn lại linh thú của hắn, dù là linh thú quỷ nhưng mới chỉ ở cấp B. Trong thế giới này sức mạnh tiềm ẩn dù là cấp thần nhưng vẫn phân chia cấp độ, cả linh thú cấp thần cũng có cấp độ khác nhau. Lần lượt là ECBA và S, cao hơn là SS và cao nhất là SSS. Biệt danh của người triệu hồi linh thú từ cấp nhân đến thần là triệu hồi sư bình thường, triệu hồi sư trung cấp, triệu hồi sư cao cấp, triệu hồi sư đặc biệt. Là những triệu hồi sư có thể triệu hồi linh thú cấp quỷ, những kẻ có thể triệu hồi linh thú cấp quỷ rất hiếm thấy. Tuy nhiên vẫn còn một triệu hồi sư còn hiếm thấy hơn gấp trăm lần, được gọi là hóa thần. Ngươi nghĩ linh thú của ngươi là cấp thần mà ta sợ sao? Ta sẽ đánh bại nó và trở nên nổi tiếng, lúc đó ai gặp ta cũng phải quỳ xuống đất. Tên Hoàng Phước rất tự tin vào linh thú của mình. Được rồi, linh thú cấp quỷ của ta, hãy thể hiện sức mạnh của mình đi nào. Con linh thú cấp quỷ hét lên một tiếng thì lại có thêm một làn sóng xung kích nữa. Phát hiện có kẻ tấn công, vòng bảo vệ đã được kích hoạt, bắt đầu tiến hành phản công. Chỉ với một đòn, cả người và linh thú đều văng ra xa. Lục Ma Phong vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Lúc này hai con linh thú đối chiến với nhau tạo ra một áp lực vô cùng to lớn. Xem ra đã đến lúc phải sử dụng thứ đó rồi, nếu không thì có khả năng cao là cậu sẽ chết. Lúc này chuỗi ngọc màu tím bỗng nhiên xuất hiện, sau đó nó phóng to ra và bay lên trời cao. Sau đó bầu trời trở lên tối đi, sấm sét đánh xuống, một cánh cổng xuất hiện, có rất nhiều linh thú rơi xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao lại có nhiều linh thú vậy? Thấy tình hình bất lợi, tên Hoàng Phước liền chuồn đi. Lúc này ông thầy cũng không thể đứng nhìn nữa. Suverin, ngài đang ở đâu? Có một sự thay đổi rất lớn trong lĩnh vực thử nghiệm, tôi không thể kiểm soát được. Khi ông thầy nói xong thì có một vết nứt màu đen xuất hiện, sau đó một người đàn ông bí ẩn chui ra ngoài. Chỉ là một đám linh thú cấp nhân và một con linh thú cấp thần mà ta tưởng chuyện gì to tát cơ. Kẻ này là người mạnh nhất đại lục này, tên là Hoắc Liên.
là một triệu hồi sư cao cấp, đồng thời ông cũng là bá chủ của môn phái này. Hoắc Liên đã mở hai lỗ triệu hồi linh thú, chúng là hai linh thú cấp A đáng sợ nhất ở lục địa này. Khi hai bọn chúng đáp xuống đất, chúng đã tạo ra một làn sóng xung kích chứa đầy sự tà ác. Cơ thể của Lục Ma Phong không kiểm soát được mà bất giác run rẩy. Lúc này Lục Ma Phong lại nghe thấy giọng nói kia: "Ngươi không cần phải sợ hãi, cũng chỉ là hai con linh thú cùi bắp mà thôi." Lúc này 50 con linh thú cấp nhân đã kết hợp lại với nhau, nên đã tạo ra một linh thú cấp thần, sức mạnh tỏa ra thật là đáng sợ và tà ma. Còn chưa chờ Hoắc Liên sư phụ môn phái này sử dụng kỹ năng của linh thú, thì con linh thú cấp thần kia trong nháy mắt đã giết chết cả hai con linh thú cấp A kia. Lúc này cả hai linh thú cấp thần đều nhìn về phía Hoắc Liên. Sau đó bọn chúng tạo ra hai chùm năng lượng. Hai chùm năng lượng mãnh liệt bắt đầu hội tụ và mục tiêu là Hoắc Liên. Lúc này hắn vô cùng sợ hãi. Một cú va chạm mạnh mẽ như sấm sét đã tiễn Hoắc Liên về chầu Diêm Vương. Các triệu hồi sư ở đó và toàn bộ ngôi làng đứng vào phía của một góc, họ đang rất sợ hãi. Suvirin đã chết như thế này sao? Tên này có sức mạnh đáng sợ như vậy ư? Xin chúc mừng ngươi đã đánh thức được linh thú của mình, giờ đã đến lúc tới nơi mà tài năng của ngươi được phát triển rồi, Lục Ma Phong. Vừa dứt lời, Lục Ma Phong đã bị dịch chuyển đi. Khi Lục Ma Phong rời đi, bầu trời cũng đã khôi phục. Khi Lục Ma Phong mở mắt lần nữa, có một thế giới kỳ lạ trước mặt cậu ta. Đối mặt với thế giới trước mặt, Lục Ma Phong có một chút dấu hiệu hoang mang. Một hoang cảnh tuyệt vời ở phía trước, ba nhân vật lớn về loại trừ hướng lên và tiết kiệm Ha Lan. Đây là nơi nào vậy? Lục Ma Phong không ngừng tìm kiếm những thứ mà cậu ấy quen thuộc. Chào mừng cậu đến với thế giới này. Lúc này một người mặc quần áo kỳ lạ xuất hiện trước mặt Lục Ma Phong. Xin chào anh bạn nhỏ, tôi là người giám sát của nơi này, tên tôi là Chen Lao, hãy đi với tôi. Lục Ma Phong liền đi cùng Chen Lao. Sau khi bước vào, Lục Ma Phong thấy rằng có vô số học sinh bên trong. Mọi người trông có vẻ rất tốt khi ở đây. Lúc này một cô gái đến chỗ Lục Ma Phong và nhìn cậu ta chăm chú. Có chuyện gì vậy? Đột nhiên cô ấy nói điều gì đó. Bạn bực quá, anh ấy bỏ đi sau khi nói chuyện. Ý bạn là gì vậy? Ngay lập tức Lục Ma Phong đến ký túc xá do Trần Lão sắp xếp. Ngay khi cậu ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài. Lục Ma Phong, ngươi mau ra đây cho ta. Vừa rồi có phải là ngươi ở với chị Hoa Hoa không? Nói rồi ba người đó lao về phía Lục Ma Phong. Ngay lúc này linh thú trong cơ thể Lục Ma Phong lập tức bộc phát ra một cổ áp lực. Cả ba kẻ kia đều bị đập xuống đất. Ngươi là ai và tại sao ngươi lại nhắm mục tiêu vào ta? Hãy tha thứ cho chúng tôi được không? Ba chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi đến từ gia đình Fencer và trông giống như một vị vua. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Đây là vương quốc của sự hỗn loạn, anh không phải người ở đây sao? Hóa ra là từ thế giới bên ngoài đem tin này về báo với ông già, ông sẽ vui lắm đây. Sau đó Lục Ma Phong cho ba người họ một cái tát. Xong rồi các ngươi cút đi. Cảm ơn người anh em, cảm ơn người anh em, đi thôi. Lúc này Lục Ma Phong đang lang thang khắp lục địa Ha Lan, hiện tại khu vực này sắp tìm ra chân tướng sự việc, trở lại chỗ cũ. Đột nhiên bên tai Lục Ma Phong có tiếng nói: "Hệ thống nhắc rằng hệ thống bị xáo trộn và không thể liên lạc với máy chủ." Trong khoảng thời gian này người ta đã thảo luận để đệ trình báo cáo của Lục Ma Phong. "Tôi đã hiểu hệ thống là gì, tôi cũng hiểu rằng tôi có một sự tồn tại." Ngày hôm sau Ha Lan đưa ra thông báo: "Tất cả học sinh chú ý, cảnh giới bí mật sắp mở ra. Sinh viên thực sự là người trong nước có thể đến quy bao, chuyến tham quan này sẽ không có người hướng dẫn đi kèm." "Này Quan Dung Di, trạng thái tột cùng này là gì vậy?" "Cảnh giới bí mật là săn tìm kho báu, có rất nhiều bảo vật trong đó." Lúc này Lục Ma Phong có chút cảm động, con linh thú trong người cũng rất phấn khích. Ngay khi Lục Ma Phong đến mật địa đã có một luồng hơi lạnh. "Ông chủ, liệu chúng ta có bị đánh nếu đi vào thế này không?" "Đi với ta sẽ không có chuyện gì cả." Lục Ma Phong lúc này mới cảm giác được chung quy hấp dẫn. Con rồng của Lục Ma Phong đang chuẩn bị chiến đấu, như thể có thứ gì đó đã đánh thức nó. Lục Ma Phong và Oan Lian Di vào sâu bên trong thì thấy có một cuộc chiến đang diễn ra, bên trong có hai linh thú màu đen đang chiến đấu. Lúc này Lục Ma Phong mới nhận ra rằng ở đây cũng có linh thú, một trong số họ đã hét lên: "Lốt Xuân Môn Bích, hãy gọi ta là Năm." Ở lục địa hỗn loạn này họ thực sự coi linh thú là những sinh vật khác thường, mọi người đều có sự tôn trọng lớn. Một ngọn lửa vô tình chạm vào mái tóc nhỏ màu vàng Lục Ma Phong ngay lập tức trở nên tức giận. "Định mệnh bọn các ngươi có thể cẩn thận một chút không?" Lúc này hai người đồng thời nhìn về phía Lục Ma Phong. "Ngươi là đứa trẻ đến từ đâu đây? Không phải là nơi ngươi có thể đến, ngươi đang tìm kiếm ác sao?" Sau đó họ tấn công Lục Ma Phong cùng một lúc. Ngay lúc này Lục Ma Phong triệu hồi linh thú trong cơ thể: "Giết chúng cho ta." Mọi người đều nhìn thấy một luồng hơi rồng mạnh mẽ từ miệng rồng nhấn chìm hai linh thú. Đây là sức mạnh của thần. Lúc này hai người đều vô cùng kinh hãi, nước tiểu rỉ ra từ dưới quần trước một con rồng khổng lồ bay trên không trung.
người anh em hãy cho chúng tôi đi với cậu. Vì vậy hai người họ đã trở thành hoa tiêu của Lục Ma Phong và một vài người trong số họ đã đường ai nấy đi. Đột nhiên một ánh sáng vàng chói lóa lóe lên ở phía trước một con tốt triệu hồi cấp 3 đang nuốt viên thuốc. Xung quanh là sương mù mang lại cảm giác ngột ngạt. Lúc này thần long trong cơ thể Lục Ma Phong đã động đậy phần nào, có vẻ quan tâm đến viên thuốc linh thú cấp S này, cảm thấy bị đe dọa, chiến tranh sắp nổ ra. Và sau đó có một người đàn ông bay ra ngoài. Có một linh thú cấp SSS xuất hiện. Tôi đến từ First Clan, tôi không biết ngài đến từ đâu. Tôi đến từ Hà Lan. Hu Xiaoli hóa ra là đệ tử của một tộc yếu. Tôi không biết linh thú của tôi nó sẽ như thế nào khi ăn một con linh thú thần thánh. Lục Ma Phong lộ ra vẻ khó hiểu, hóa ra là linh thú có thể bị nuốt chửng. Một người nói, đây là một tập tục tà ác, khả năng tăng cường sức mạnh bằng cách nuốt linh thú của người khác. Lúc này Lục Ma Phong đã sợ hãi một lúc, nhưng sau đó cậu ta đã tỉnh táo lại, ngay bây giờ đã sẵn sàng. Linh thú ở phía đối diện trực tiếp lao tới. Điều mà Lục Ma Phong không mong đợi là lợi thế khác biệt về điểm số đã biến mất. Con linh thú thần thoại của cậu ta có phần thua kém đối thủ ngay khi con rồng rơi xuống đất. Tại một thời điểm quan trọng, hệ thống xuất hiện trở lại. Hệ thống nhắc nhở rằng nếu bạn cảm thấy nguy hiểm, nó sẽ cho linh thú khả năng ăn thịt. Lúc này hai linh thú biến thành một quả cầu ánh sáng, và khi ánh sáng biến mất thì thần long đã vượt qua cảnh giới của thần. Thần thú cấp SSS hóa ra chẳng hơn gì, và nó không bị nuốt chửng. Mọi người ở đó cảm thấy tồi tệ và họ đã bỏ chạy. Nhìn thấy con rồng khổng lồ đang chạy về hướng mình, người ở bên kia nghĩ rằng đó là vì linh thú của anh ta đã ăn thịt thần long nên đã rất vui. Nhưng ngay sau đó hắn ta đã bị nuốt chửng. Lục Ma Phong rất ngạc nhiên, hệ thống đã cứu cậu ta vào thời điểm quan trọng, nhưng có điều gì đó không ổn với thần long vào lúc này, như thể nó đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát, có vẻ như nó sẽ tấn công Lục Ma Phong. Hệ thống nhắc rằng con rồng đã điên cuồng triệu hồi quái thú tổng hợp để chặn nó lại. Một ánh sáng xanh rơi xuống và một con thú thần thánh khác lại xuất hiện trực tiếp chặn trước mặt Lục Ma Phong, chặn đường công kích của thần long. Lục Ma Phong đã che giấu cơ hội này vì không cẩn thận Lục Ma Phong đã trượt chân ngã xuống hố. Tôi ngã chết mất con mắt lại đây, sao ngày nào nó cũng lộn ngược vậy. Xung quanh trống rỗng, Lục Ma Phong không khỏi có chút sợ hãi. Đi bộ một mình, Lục Ma Phong tìm thấy một cánh cửa. Sau khi bước vào, ánh sáng vàng chói mắt trong đó có vô số bảo vật, bởi vì trận chiến giữa hai linh thú mặt đất không ngừng rung chuyển. Cái này là cái gì? Lục Ma Phong cố định mắt lại và thấy rằng đó thực sự là một cái xác cầm kiếm và mặc áo giáp vàng. Anh ấy trông như một người đàn ông mạnh mẽ. Lúc này thi thể đột nhiên đứng lên, hai mắt sáng rực như còn sống. Chúc mừng bạn thừa kế. Áo giáp vàng thoát ra khỏi thi thể bay thẳng tới cơ thể của Lục Ma Phong. Với thanh kiếm trong tay, Lục Ma Phong cảm thấy bất khả chiến bại. Lục Ma Phong đã tìm thấy một vài viên thuốc khác trước đó. Hệ thống, đây là loại thuốc gì? Hệ thống nhắc nhở rằng ba viên thuốc thần dược này là viên thuốc thần thánh, nó có thể tự tích hợp với linh thú trong những thời điểm quan trọng có thêm sức mạnh. Lục Ma Phong cười toe toét và nở ra trở lại đầu trang một cách nhanh chóng. Hai linh thú vẫn đang chiến đấu. Lục Ma Phong đang cầm kiếm, một thanh kiếm chém ra một luồng năng lượng cực lớn làm cho thần long ngã xuống đất. Ngay lập tức một thanh kiếm khí khổng lồ bộc phát hất văng con rồng xuống đất. Một cổ khí tức đen kịt từ trong cơ thể nổi lên, lôi quang cuồng bạo chậm rãi tiêu tán. Thần long có vẻ hơi buồn vào lúc này, nó thực sự khó khăn thôi. Hai người trở lại trước đi. Nói xong cậu ta lấy lại con rồng và con linh thú tổng hợp. Lục Ma Phong thầm vui mừng vì bây giờ sức mạnh của cậu ta cũng đã tăng lên, không nhất thiết phải dựa vào linh thú nữa. Trở về thế giới Hồi giáo, Oan Xin Di rất vui vì Lục Ma Phong vẫn còn sống. Ông chủ, ngài thực sự chưa chết. Sau khi nói chuyện thì cậu ta tiến lại gần Lục Ma Phong, nhưng tại đây Lục Ma Phong đã tát cậu ta một cái. Cho ngươi một bài học đó. Một lúc sau ở bên ngoài, Dông Cha Chô đang náo loạn. Kẻ tên là Lục Ma Phong, mau ra khỏi đó cho ta. Ngươi đã giấu gia đình em ta ở đâu tên khốn? Thiếu gia, nhà khó kiếm tiền, đừng giả bộ, tất cả là do ta. Ngươi câm miệng đi. Lục Ma Phong nhớ rằng thần long của cậu ta dường như đã ăn thịt con linh thú khác, cảm thấy tình hình bất lợi nên cậu ta đã gọi thần long ra. Ngay khi vừa xuất hiện, khán giả đã không khỏi suýt xoa. Các ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, bị biến mất bởi nó. Hãy đến và hát nếu ngươi muốn được báo giá. Những gì xuất hiện trước mặt đã khiến cho bọn họ sợ hãi rất nhiều. Cứ chờ đấy, bọn ta sẽ không để ngươi đi đâu. Những người đến từ Hà Lan đã thể hiện sự ngưỡng mộ của họ. Tiểu tử, ngươi cùng với ta đi đến một nơi nào. Ngươi đã mạnh lên rồi nên ta không cần lo nữa. Người nói là Chen Lao. Chen Lao không phải chỉ là một người quét dọn mà còn có một thân phận khác sao? Lục Ma Phong theo sau Chen Lao. Hai người đến chỗ sâu nhất của cơn sốt Hà Lan. Trên cánh cổng có mấy con dấu viết ấn tượng không có mục. Chen Lao vẫy tay, phong ấn được dỡ bỏ và cánh cửa đã được mở thành công. Sau khi hai người đi vào, gió lạnh bên trong nhìn bình thường nhưng lạnh đến thấu xương. Chen Lao, chính xác thì nơi này là gì?
hãy im lặng đừng làm phiền nó. Hai người đến một nơi tối tăm, nhìn kỹ hơn, nó là một con chim lớn bị trói bởi vô số sợi xích. Chen Lao, đây là cái gì? Đây là linh thú của tôi, một thần thú cấp SSS tên là Suyaku, nhưng kể từ lần cuối cùng chiến cùng với tôi, nó đã bị thương nặng và đang trong tình trạng nổi cơn thịnh nộ, thậm chí không biết tôi nữa. Tôi biết bạn có một con rồng, tôi nghe nói rằng máu của linh thú có thể kiềm chế sự hung hãn của các linh thú khác, tôi muốn yêu cầu bạn thử. Không sao đâu, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp ông. Sau đó Lục Ma Phong triệu hồi thần long. Rồng ta cần một chút máu rồng từ ngươi. Lúc này thần long nhìn thấy Suyaku này, và Suyaku cũng nhìn thấy thần long. Trong hai con linh thú đang nhìn nhau chằm chằm, không ai đồng ý. Ta không muốn truyền máu rồng quý giá của mình cho con chim ngu ngốc này. Chủ nhân tôi từ chối, tôi không muốn cho nó huyết rồng quý giá của mình. Lục Ma Phong lấy kiếm ra, chỉ một chút thôi, nếu ngươi không cho thì ta sẽ tự lấy. Chủ nhân đừng làm vậy, tôi sẽ cho nó một chút. Chắc chắn rồi, sau khi chút máu rồng này được phun lên Suyaku thì màu trên người Suyaku chuyển sang hồng. Đây là một Suyaku rất thông minh và quyến rũ. Sau một thời gian qua lễ rửa tội bằng máu rồng, Suyaku lấy lại sức sống và sự tỉnh táo, trở lại sức mạnh trước đây, thoát khỏi xiềng xích trong chốc lát. Chen Lao xúc động rơi nước mắt. Suyaku bay đến bên Chen Lao. Tôi thực sự đánh giá cao bạn chàng trai, tôi không phải là một người ích kỷ, hãy để Suyaku tiếp bước bạn trong thời gian tới, bạn nghĩ sao? Lúc này bề mặt Lục Ma Phong từ chối, nhưng thực ra trái tim cậu ta đã hạnh phúc rồi. Vì vậy Suyaku trở thành linh thú mới của Lục Ma Phong. Ba linh thú cấp thần tụ lại, cảnh tượng chấn động. Xem ra mình sẽ sớm được trở về, lúc đó chắc chắn sẽ kêu đại lục thống trị thế giới. Chen Lao đưa Lục Ma Phong đi chơi. Sau đó bạn có thể hút bất cứ thứ gì, tôi vẫn còn một số mặt trên thế giới này. Người tình chỉ là người gỗ nhỏ, nó chọn Lục Ma Phong. Chắc chắn rồi, việc quét sàn không hề đơn giản. Lúc này một đòn công kích đột nhiên lao thẳng về phía Lục Ma Phong. Chen Lao đứng trước mặt Lục Ma Phong để chống lại cuộc tấn công. Là kẻ nào hãy ra mặt nếu ngươi có khả năng. Hình bóng của Giao lặng lẽ xuất hiện, và đó chính là giáo chủ phái Hoa Liên, người đã nhận được hộp cơm trưa khi bắt đầu trò chơi. Không phải ngươi đã chết rồi sao, tại sao còn xuất hiện ở đây? Hỏa Liên bá chủ trước mắt có chút kỳ quái, nhìn không giống người bình thường. Ta đã được tái sinh và có được sức mạnh lớn hơn, bây giờ ngươi không thể chống lại ta, ta sẽ trả lại ngươi trăm lần ngàn lần những tổn hại ngươi đã gây ra cho ta ngay bây giờ. Vừa nói hắn vừa lao về phía Lục Ma Phong, cả hai xô xát và cảnh tượng khá khốc liệt. Lúc này Chen Lao mới định ra tay, thấy vậy Hỏa Liên nở một nụ cười, rồi hắn đưa tay ra và mở ra một lỗ đen và hút Lục Ma Phong vào bên trong. Đây là triệu tập lục địa, ta còn có thể quay lại sao? Lúc này Lục Ma Phong rất vui khi được trở lại lục địa này, tuy nhiên cuộc tấn công của Hắc Liên đã khiến cậu ta buông bỏ tâm trạng của mình. Lục Ma Phong, ngay cả khi ngươi có một con thú, nhưng lục địa triệu hồi ngày nay không còn như xưa nữa, chủ nhân của ta là người quyền lực nhất trên thế giới này. Lục Ma Phong ngay lập tức triệu tập thần long và Suyaku. Hoắc Luyến lại dùng ánh mắt xem xét. Tại sao hắn lại trở nên mạnh hơn nhanh như vậy? Lục Ma Phong đang chuẩn bị tấn công và Hoắc Liên đã giải phóng một lỗ đen khác. Kỹ thuật kỳ lạ này thực sự khiến Lục Ma Phong khó nắm bắt. Linh thú hắc ám xuất hiện đây chính xác là linh thú từ Hoa Quốc trước đây, nhưng tại sao bây giờ nó lại trông như thế này? Trên đời vạn vật không nhân, từ một đòn ta sẽ phá vỡ bầu trời dương hợp. Lục Ma Phong có thể nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, hắn ta hợp nhất với linh thú một cách kỳ lạ và bá khí của hắn ta tiếp tục tăng lên, đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Hoắc Liên đột nhiên xuất hiện phía sau Lục Ma Phong, cú va chạm hất Lục Ma Phong ra xa hàng chục mét. Thần Long và Suyaku tấn công Hoắc Liên cùng một lúc, nhưng tất cả đòn đều bị hắn ta tránh bằng thứ cung phu kỳ lạ. Lúc này con linh thú có vẻ hơi không ổn định và phía sau tăng gấp đôi. Lục Ma Phong đã tìm ra điểm yếu của hắn và tấn công trực tiếp. Lục Ma Phong đã sử dụng thanh kiếm để chém ra những năng lượng kiếm vào Hoắc Liên nhưng vô ích. Chết tiệt, hôm nay ta có cần một cái quan tài không? Lúc này Hoắc Liên tạo ra một quả cầu lửa bắn về phía Lục Ma Phong. Lúc này thần long xuất hiện trước mặt Lục Ma Phong. Thần long đã chịu được cú đánh mạnh mẽ từ Hoắc Liên. Hệ thống đưa cho ta tiên dược dung hợp. Hệ thống nhắc rằng ghi dần Elixir sẽ sớm được sử dụng, hãy xác nhận để sử dụng nó. Ok, mau sử dụng đi. Lúc này một tiên dược từ trên trời rơi xuống, biến thành một quả cầu lửa và cuốn lấy con rồng và Lục Ma Phong. Ngay lập tức cậu ta tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ vô song và ngọn lửa cùng nổ cuốn quanh cơ thể cậu ta, nhẹ nhàng chặt đứt thanh kiếm kích điện trong tiếng gầm của rồng. Mạnh khổng lồ do thanh kiếm tạo ra giới hạn khiến Hoắc Liên bị tách ra. Lúc này con linh thú lửa đã tàn. Hoắc Liên lặng lẽ mở ra một cái hố đen. Trước khi đi hắn vẫn không quên buông những lời độc ác. Ngươi rất mạnh, nhưng sớm muộn gì chủ nhân của ta cũng sẽ xé ngươi ra thành trăm mảnh.
Nói rồi Hoắc Liên chui vào lỗ đen, Lục Ma Phong cũng chia tay thần long kiệt sức, cậu ta nằm trên mặt đất có phần bất lực. Chết tiệt, tại sao bây giờ hắn ta lại mạnh mẽ như vậy, chủ nhân trong miệng ngươi là kẻ nào? Một lúc sau Lục Ma Phong rất sợ hãi, nhưng vì quá nhớ kêu rong nên cậu ta phóng nhanh về nhà. Sau khi Lục Ma Phong về nhà, Quyên rất vui nhưng nước mắt lập tức trào ra. Con trai, cuối cùng con đã về rồi. Con đã trở về nhưng còn Đôn Tân, tại sao con không nhìn thấy phụ thân? Vì con đã hoàn thành cấp độ nên ông ấy đã ra ngoài tìm kiếm con. Mỗi lần phụ thân con trở về đều cần một bản phác thảo y tế. Khi con biến mất khỏi lục địa cách đây không lâu, có một kẻ đã hồi sinh Hắc Liên và hắn đã bắt mất phụ thân con. Lục Ma Phong càng nghe càng tức giận, cậu ta ước gì có thể xé xác kẻ bí ẩn đó. Hệ thống nhắc nhở thế lực tà ác sắp xuất hiện. Con sẽ đi ra ngoài một chút. Lúc này bầu trời bên ngoài dần chuyển sang màu đen, sau đó xuất hiện một lỗ đen. Lục Ma Phong ngay lập tức nhận ra rằng nó giống của Hoắc Liên. Lúc này một người rơi ra khỏi hố đen chính là phụ thân của Lục Ma Phong, tên ông ấy là Huang Gangjin. Ông ấy đã bị thương, theo sau là người đàn ông bí ẩn. Người này là triệu hồi sư bí ẩn ở lục địa triệu hồi. Ông già hôi thối tên Lục Ma Phong ở đâu, mau nói cho ta biết. Không được, ta sẽ không bao giờ phản bội con mình. Vì phụ thân Lục Ma Phong không nói gì nên bị người bí ẩn đánh tơi tả. Lúc này Lục Ma Phong mới lộ ra vẻ giận dữ, mau dừng lại. Ngươi ở đây sao? Ngươi là Lục Ma Phong, ngươi đánh chết Hoa Sen Lửa đúng không? Không tệ, có tiềm năng. Chạy đi, con không phải là đối thủ của hắn đâu. Sau đó Lục Ma Phong ngay lập tức thả thần long Suyaku và những con thú tổng hợp. Ba con thú thần thoại không tệ không tệ, tuy nhiên mặc dù nó là một con thần thú cấp SSS nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn phát triển và sức mạnh của nó là không đủ để hạ ta. Nghe vậy Lục Ma Phong rất ngạc nhiên. Lúc này hai lỗ đen xuất hiện, cuộc tấn công đã hạ cánh trước khi Lục Ma Phong phản ứng. Điều kỳ lạ là không có linh thú nào được nhìn thấy trong hai hố đen, nhưng dù vậy hắn vẫn tiếp tục tấn công. Sau khi nhìn kỹ hơn thì ở bên trong có hai bóng đen nhỏ, chính là linh thú của người này nên hai con linh thú mới bí ẩn như vậy. Sau khi cuộc tấn công dừng lại bởi vì bị tấn công bất ngờ và đối thủ rất mạnh nên Lục Ma Phong thất thủ, thần long đã hấp thụ tiên dược trước đó và nuốt chửng một linh thú cấp S. Lên thần long đã tiến hóa một lần, hầu như không bị thương. Sau cuộc tấn công còn có thể bảo vệ Lục Ma Phong, nhưng Suyaku và quái thú tổng hợp bị thương nặng và hào quang của chúng đang dần yếu đi. Chết tiệt, tên này thật mạnh mẽ. Chủ nhân, để tôi đấu với hắn. Đừng hấp tấp, thực lực của kẻ này vẫn chưa rõ ràng, có thể còn những linh thú khác chưa được triệu hồi. Bây giờ hai con thần thú đã bị thương nặng và phụ thân ta cũng ở trong tay hắn. Không tệ không tệ, xem ra con thú này đã phát triển được một lần nhưng vẫn chưa đủ. Lúc này Lục Ma Phong rất tức giận nhưng không thể làm gì được, rõ ràng là kẻ này vẫn chưa thể hiện sức mạnh thực sự của mình. Lục Ma Phong, hãy nhớ nỗi đau hôm nay, đợi một ngày nào đó ngươi sẽ thực sự mạnh mẽ. Khi ngươi đủ điều kiện để ta thể hiện hết sức mạnh của mình, hãy đến tìm ta. Nói xong người bí ẩn từ từ biến mất trong bầu trời đêm, bầu trời cũng dần sáng trở lại. Chủ nhân, ngài có thể xóa sổ hắn một cách dễ dàng nhưng tại sao ngài lại tha chết cho hắn? Không biết bao lâu rồi ta không gặp được đối thủ xứng tầm, linh thú của hắn ta rất lợi hại, đợi nó lớn mạnh hơn thì điều đó sẽ đáng để ta cống hiến hết mình và có một trận chiến để ta chiến đấu hết sức. Kiêu Trông và Lục Ma Phong nhìn vào Huang Gang đang hấp hối. Chủ nhân, vết thương nhỏ này thần có thể chữa khỏi, ngài hãy để thần dùng nước miếng biểu diễn. Nếu ngươi nói láo, ta sẽ thực sự tức giận đó. Lợi hại thật đấy, sao ngươi không chữa cho Suyaku và quái thú tổng hợp của ta đi thần long? Chủ nhân, thần e rằng không có tác dụng, vết thương khiến cơ thể họ gần như trong suốt và chúng thần đều là những con thú cùng cấp độ, mặc dù thần mạnh hơn nhưng không thể chữa cho họ những vết thương nghiêm trọng như vậy, nhưng chủ nhân chỉ cần tìm một số lượng lớn thuốc tiên cho họ là được. Được, ta sẽ lên đường tìm thuốc tiên nhân tiện luyện tập để ngươi tiếp tục lên cấp. Lục Ma Phong, con sẽ đến miên một lần nữa ư? Mẫu thân, hiện tại linh thú của con đã trọng thương, con phải đi tìm thuốc tiên để chữa lành cho chúng. Sau đó con phải cẩn thận bên ngoài và trở lại sau khi sự việc được giải quyết. Sáng hôm sau Lục Ma Phong dấn thân vào con đường tìm kiếm thảo dược, cậu ta đến một nơi gọi là thành phố Huyên. Đầu tiên theo truyền thuyết nơi đây từng có một con quái vật thần thoại, trong khi bị thương nặng nó đã giúp mặt đất được nối lại với nhau tạo nên không khí nuôi dưỡng vùng đất này. Lục Ma Phong đang lang thang trong thành phố, cậu ta tìm thấy một nhà trọ. Sau khi bước vào, cậu ta thấy người bán hàng với đối tác của ông ấy. Đúng lúc này một nhóm người hung hãn xông vào phòng trọ. Tên kia, mang cho ta trà và nước. Ý hắn là đứa thứ sáu này coi ta như đứa thứ hai sao? Thằng nhóc lêu lỏng, mày muốn chết à? Đưa cho ta ông chủ của ngươi, lấy nó ra. Lục Ma Phong không nói một lời nào với hắn ta. Thưa quý khách, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tử này thật hỗn láo siêu tu, đừng để ta gặp lại hắn. Cậu ấy không phải là người của tôi. Không phải người ở đây tốt thôi, ta sẽ làm cho hắn ta biến mất ngay bây giờ. Khi nói xong hắn ta thẳng tay thả linh thú ra, nhưng đây chỉ là một linh thú mới có.
Lục Ma Phong thực sự bị thuyết phục bởi con người này, một linh thú của triệu hồi sư bình thường cấp e can đảm nào có thể khiến hắn ta kiêu ngạo như vậy. Ồn ào quá, hắn không muốn để thần ngủ à. Đúng lúc này thần long xuất hiện mờ ảo sau lưng Lục Ma Phong. Một tia năng lượng thổi bay tất cả bọn họ, ông chủ doanh nghiệp quá sợ hãi để di chuyển. Cậu đến từ đâu, tôi chưa bao giờ thấy một người mạnh mẽ như cậu trên thế giới trước đây. Dưới đây là một triệu hồi sư bình thường, một triệu hồi sư siêu cấp, tôi sẽ là ông chủ của bạn, tôi phải làm thế nào để cậu hài lòng? Tôi có thể cân nhắc xem xét. Nhưng ở đây có một cuộc đấu giá, cậu có muốn đi xem cùng tôi không? Nếu có cái gì tốt tôi cũng muốn đi xem. Nếu cậu muốn tham gia đấu giá, trước tiên cậu phải có 10 triệu đô la Mỹ. Lúc này Lục Ma Phong đã đóng băng giữa hai chân, ta phải đi đâu để kiếm được số tiền đó, ta có nên đi không? Hệ thống phát hiện ký chủ nghèo ngẫu nhiên tặng quà 1 tỷ đô la. Như mong đợi của hệ thống luôn, hệ thống bây giờ tôi cần linh dược núi và cỏ tiên để chữa lành cho linh thú của tôi. Hệ thống đã đến giờ nghỉ ngơi, không nhận yêu cầu của chủ nhân. Hệ thống này thực sự không lắng nghe ta. Lúc này Lục Ma Phong đang đi đến một nơi gọi là Overlord City, bởi vì sự kiện sắp bắt đầu, cậu ta cần một lá thư mời tham gia cuộc đấu giá. Lúc này đột nhiên một giọng nói vang lên, bên dưới có vài kẻ đang bắt nạt một cô gái. Đứa nào dám phá hỏng việc tốt của ta, mau cút khỏi đây. Giữa thanh thiên bạch nhật ba người, các ngươi muốn làm cái gì? Thiếu gia giúp tôi với, họ muốn bắt nạt tôi. Đừng lo, anh sẽ giúp em dạy cho chúng một bài học. Tên quắc nhà ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nói xong ba người họ triệu hồi linh thú của mình. Linh thú có một cấp B và hai cấp C. Lúc này Lục Ma Phong bất ngờ phát hiện ra người đi đầu có thẻ treo trên người, trên thẻ có viết chữ quốc gia. Có vẻ như hắn từ thành phố Ba Hoang, chuyến này chắc hắn cũng đến tham gia đấu giá nên hắn phải có thư mời. Thằng nhóc mày sao rồi, sợ chưa? Bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi ta. Siafenta hôm nay có tâm trạng tốt, ta hy vọng ta có thể để ngươi đi. Nực cười, ta còn không biết mình là củ hành nào nữa. Ngươi đã tự tìm đến cái chết. Nói rồi linh thú của cả ba lao về phía Lục Ma Phong tấn công cậu ta điên cuồng. Sau đó thần long xuất hiện ngay lập tức và gào lên với một âm thanh giận dữ, gửi ba linh thú trở lại trấn phi và đã gây sốc cho tất cả những người có mặt. Lúc này ba người đều sợ hết can đảm, nước tiểu chảy ra không ngừng. Đây chính là một thần thú cấp SSS. Giây tiếp theo thần long trực tiếp nuốt chửng ba linh thú của đối phương. Một vài con kiến dính mức độ quá thấp, không đủ để chui vào kẻ răng. Ngươi đang làm gì vậy? Ta đến từ gia tộc Overlord, ngươi không thể hại ta. Ban rồi Lục Ma Phong tác bọn chúng cưu lại, ta chỉ có hứng thú với linh thú và ta có hứng thú với cả ba đứa các ngươi. Có phải ngươi đang ở đây để tham gia vào cuộc đấu giá phải không? Đưa thư mời của ngươi và cút khỏi đây. Sau đó người này đưa thư mời cho Lục Ma Phong và rời đi. Được rồi, em mau về đi, anh có việc phải đi trước. Bạn mau đăng ký kênh đi và like video này nữa. Khi Lục Ma Phong đến nhà đấu giá, cậu ta đã tìm thấy rất nhiều người và bao bốn người thần long Gia Long, nên đến nhiều nơi như này hơn cấp độ quốc gia sẽ không thay đổi nhiệt độ. Chủ nhân, thần nghĩ thần có thể đánh 20 linh thú trong một hiệp. Đừng lo lắng, có những thứ tốt hơn ở ngân hàng trung ương. Lục Ma Phong đã ở địa điểm. Lúc này trên sân đã có nhiều người tập trung, đó là tất cả những nhân vật đứng đầu và được kính trọng từ các giáo phái khác nhau. Lúc này người dẫn chương trình lên sân khấu. Chào mừng đến với trang web đấu giá hàng năm. Năm nay có tổng cộng 5 sản phẩm hiện đã chính thức được giao bán. Tại thời điểm này địa điểm bắt đầu phản ứng, phiên đấu giá đầu tiên đang diễn ra sôi nổi. Mặt hàng đầu tiên, thuốc long đan Bioxin, thứ này được tạo ra từ một con quái vật có thể so sánh với một nhà triệu hồi hạng S. Giá khởi điểm 6 triệu là giá cao trên thị trường. Vừa dứt lời đã có người ra giá 10 triệu, khi đó mọi người trong lĩnh vực này sẽ lần lượt tăng giá. Có thể so sánh với một linh thú cấp S vậy, nó có thể bị thần long nuốt chửng, tôi trả 100 triệu xu triệu hồi. Lúc này toàn bộ hội trường đều im lặng, nhất thời không có ai tăng giá. Xin chúc mừng quý ông này đã mua long đan Chi Siêu An với giá 100 triệu xu triệu hồi, lô thạch Tian Lu thứ hai giá khởi điểm 100 triệu mưa gọi. Lúc này Lục Ma Phong cảm thấy sự bồn chồn của thần long Gia Long, ngay lập tức cậu ta hiểu rằng linh thú bị thương cần có tiên này đấu giá trực tiếp 500 triệu Summon City. Vào lúc này toàn bộ nơi này đang sôi sục, mọi người bị sốc và tức giận. Tôi trả 600 triệu xu triệu hồi. Người ra giá là giáo chủ của môn phái nào đó. Giáo chủ kia cố đoạt lấy cỏ thạch nhưng vẫn vô dụng, cuối cùng cỏ thạch bị Lục Ma Phong đoạt lấy. Sau đó đã bắt đầu phiên đấu giá thứ 3. Lục Ma Phong không biết đã bao lâu rồi nhưng cuộc đấu giá kết thúc. 4 trong số 5 mặt hàng ở Huang Mao đã thuộc về cậu ta, đó là thuốc Long Đan Chi Xin Tu Pe ở Tian Lu Xianco và Baidu Wing Pin. Sau đó Lục Ma Phong và các linh thú cũng lần lượt hấp thụ các mặt hàng. Sau đó quái thú tổng hợp Phượng Hoàng cũng từ từ khôi phục.
Đúng lúc này một đám người xuất hiện trước mặt Lục Ma Phong chặn đường của cậu ta, đó là bá chủ trong cuộc đấu giá, rõ ràng là để cung cấp kinh nghiệm. Nhóc con dám cướp mất cỏ thạch của ta, xem ta dạy dỗ ngươi đây. Lục Ma Phong nhìn họ với vẻ khinh bỉ. Lúc này không khí độc đột nhiên bùng nổ, nhưng đối với Lục Ma Phong nó không gây hại vì Lục Ma Phong đã uống viên thuốc Baidugun nên khí độc không gây hại gì cho cậu ta. Quỷ nhỏ đáng ghét đã thực sự hấp thụ trăm độc đã vậy thì. Hắn chưa nói xong thì ba linh thú của Lục Ma Phong xuất hiện trên trời, khi bên kia vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị tấn công bởi ba con linh thú. Cuối cùng thì cả bang phái đều nhận được cơm hộp và rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho kiếp sau. Khoan mình nên đi nơi nào bây giờ? Cậu là ai, sao cậu vẫn ở đây để chặn đường tôi? Chúng tôi là thợ săn kho báu, chúng tôi đã chứng kiến trận chiến vừa rồi từ xa, tôi thấy cậu có khí chất phi thường, tôi có thể mời cậu đi quay không? Lúc này Lục Ma Phong nghĩ có lẽ ở đó sẽ có một kho báu mà cậu ta cần. Sau đó cậu ta đồng ý, rồi cậu ta đi lòng vòng với họ. Cuối cùng họ đến một ngọn núi, gần đó phía trước có một tảng đá lớn cản đường Lục Ma Phong. Rồi cậu ta triệu hồi Gia Long, và Gia Long phát ra hơi thở mạnh mẽ. Với một tiếng nổ lớn, tảng đá lớn bị thổi bay ra khỏi khe hở, và có một con quái vật hạng S bên trong. Bên cạnh Lục Ma Phong đều là triệu hồi sư trung cấp, gồm hai triệu hồi sư cấp A, ngoài ra còn có một lớp S. Hay là để họ đối phó với con thú khổng lồ cấp S này nhỉ? Đột nhiên con thú khổng lồ đi ra ngoài và gầm lên. Lúc này Lục Ma Phong sắc mặt biến đổi, cấp S do hệ thống hiển thị đột nhiên trở thành cấp SSS. Linh thú cấp SSS đột biến xuất hiện, quái thú tổng hợp và Gia Long sẽ tự động được triệu hồi. Dưới áp lực của tiếng gầm mạnh mẽ, linh thú của ba thợ săn kho báu từ từ phân tán và họ bị bay ra xa. Chủ nhân thần cảm thấy phấn khích. Ngay lập tức Gia Long dẫn đầu trong cuộc tấn công, theo sau là sang tổng hợp. Dưới sự tấn công ác liệt của hai linh thú, quái thú khổng lồ không có dấu hiệu bị thương. Quái thú khổng lồ bất ngờ tấn công nhưng cả hai linh thú đều né được. Chủ nhân, mặc dù con thú khổng lồ này có da thịt dày nhưng sức tấn công của nó không cao, chúng ta chỉ cần cùng nhau tấn công vào đầu nó để đánh bại nó. Lúc này ba thợ săn bị thổi bay hàng trăm mét đã quay trở lại. Thưa ngài, chúng tôi có một liên kết, nó có thể tinh tế hạn chế khả năng di chuyển của những con thú khổng lồ, nhưng khi đối mặt với một con thú khổng lồ mạnh mẽ như vậy với sức mạnh của triệu hồi sư trung cấp như chúng tôi, e rằng chỉ có thể hạn chế nó một thời gian, sau đó chỉ có thể tùy ngài. Được rồi, chúng ta hãy làm điều đó. Lúc này con linh thú đúng là bị hạn chế nhưng nó còn dãy dụ. Lúc này Lục Ma Phong và linh thú của mình đồng thời đánh vào đầu con thú khổng lồ. Con linh thú khổng lồ cũng đã phải vật lộn và dây tiếp theo trận pháp ràng buộc tinh thần đã bị phá vỡ. Cùng với sự tấn công của Lục Ma Phong và linh thú, con quái vật cũng đã ngã xuống. Lúc này Lục Ma Phong đi vào hang trước. Vừa bước vào, trong một ánh sáng vàng ập vào người cậu ta, Lục Ma Phong bước vào một khoảng không. Có một người đàn ông đối diện cậu ta đột nhiên lên tiếng. Chàng trai trẻ, kể từ khi cậu đánh bại linh thú của tôi, cậu đã có thể chấp nhận tài sản thừa kế của tôi. Nói xong ông ta từ từ biến mất. Lúc này Lục Ma Phong đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó mạnh mẽ xuất hiện trong đầu mình. Hệ thống nhắc truyền thừa vạn kiếm trở lại môn phái. Lục Ma Phong rất ngạc nhiên, sức mạnh của cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó Lục Ma Phong và thợ săn kho báu đi ra từ bên trong nhưng thấy rằng con thú khổng lồ đã biến mất. Hãy nhìn vào chiếc lược của Gia Long, rõ ràng là bị nó nuốt chửng. Lúc này người thợ săn đưa cho Lục Ma Phong một lời mời. Mặc dù chỉ là một lần duy nhất, hãy kiếm bộn tiền, nếu được hãy đi cùng chúng tôi. Nếu hệ thống phát hiện kho báu có thể sửa chữa, kho báu có thể được sửa chữa tự động. Chúng ta đều là bạn bè, không cần gặp người ngoài. Lục Ma Phong đã nhận được trận pháp ràng buộc linh hồn do thợ săn kho báu trao tặng. Lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Trận pháp ràng buộc linh hồn đã được sửa chữa. Anh Lục Ma Phong sẽ đi đâu tiếp theo? Tôi muốn đi lang thang trên thế giới rộng lớn này, tôi muốn khám phá thế giới. Cậu cũng có thể đến thành phố Liên Tian để tham quan, có một chuyên gia ở đó, nhờ sự hướng dẫn của người ấy mà chúng tôi đã tìm thấy nơi này. Vì họ được dẫn đến một nơi có linh thú cấp SSS để tìm kho báu. Thực sự người đó có phải là một nhà văn khoan không? Đúng, chẳng lẽ hắn đoán được ta đi cùng họ, xem ra người này không đơn giản. Sau đó Lục Ma Phong và Suyaku đi đến thành phố đó. Kể từ khi Gia Long nuốt chửng con thú khổng lồ, nó đã không phản ứng gì, có lẽ nó đã kiệt sức rồi. Chủ nhân đừng lo, Gia Long chỉ tập trung vào việc tiêu hóa con thú khổng lồ đó thôi. Khi đến nơi, cậu ta vội đi tìm cao nhân kia, nhưng thật không may cậu ta đã tìm kiếm khắp thành phố Lutian và không thể tìm thấy cao nhân đó. Bất lực, cậu ta phải tìm một nhà trọ để ngủ qua đêm. Ngày thứ hai ở trấn Olympic có cuộc trò chuyện thú vị. Bạn có biết rằng chủ sở hữu của Lutian Mansion có một BRAEISARKESKTBA không? Nếu không, ai sẽ lấy một loại thuốc tốt như vậy để đem bán đấu giá?
cũng có lý đó. Nghe vậy Lục Ma Phong nghĩ có lẽ viên thuốc yếu ớt này có tác dụng gì đó với cậu ta. Viên thuốc đó tôi nhất định sẽ lấy được. Vì vậy vào buổi chiều Lục Ma Phong đã đến nơi mà người đàn ông nói cậu ta dự định bán đấu giá thuốc tiên trực tiếp. Nhưng nhìn qua cậu ta lại phát hiện đây không giống trang đấu giá, có một nhóm người nhìn cậu ta dữ dội. Đường đó là một cái bẫy. Lục Ma Phong hiểu rằng mình đã bị mắc bẫy. Ngay lập tức họ sử dụng trận pháp ràng buộc linh hồn để ngăn chặn tất cả các sinh vật có mặt. Xem ra nơi này không thích hợp ở lâu, ta phải nhanh chóng rời đi. Ngay khi chuẩn bị rời đi, Lục Ma Phong cảm thấy chóng mặt. Cậu ta mở mắt ra lần nữa và thấy trời đã tối, không có gì có thể triệu tập. Đột nhiên có một nguồn lửa dường như đang dẫn đầu một cái gì đó chậm rãi bay về phía trước. Lục Ma Phong lập tức hiểu ý, vội vàng đi theo. Không biết bao lâu thì một nguồn sáng vàng phát ra, khi nó biến mất cậu ta thấy ba người đó là chủ nhân của Liên Tian Mansion và hai lão sáu. Nhờ hai người đưa tin tôi có thể sắp xếp trước giờ hắn cắn câu. Làm gì có mà phải công nhận, ảo giác của cung chủ thật lợi hại. Trong khi hắn ta bây giờ trong ảo ảnh của ngài thì nhanh lên và lấy những gì hắn ta đã mua được tại nhà đấu giá. Lúc này họ nghĩ rằng Lục Ma Phong vẫn bị mắc kẹt trong ảo ảnh, nhưng thật bất ngờ trong giây phút theo một con phượng hoàng xuất hiện ngay lập tức. Suyaku đã tiêu diệt ba người đó. Ta không biết tại sao nhưng ta vẫn đang nghĩ về những thứ thuộc về mình. Sau đó một ông già xuất hiện phía sau cậu ta. Lúc này ông già đưa cho cậu ta một viên thuốc. Thuốc tiên này chỉ có thể tăng tốc độ tiêu hóa khi ngươi dùng cho con rồng. Lục Ma Phong bị sốc nhưng cậu ta cũng chấp nhận nó. Ngươi có thể gọi ta là thầy bói, ngươi hãy đi về phía nam, ở đó có mọi thứ ngươi cần vào lúc này. Nói xong ông ta bỗng biến mất. Gia Long đã hấp thụ viên thuốc tiêu hóa và gầm lên, sức mạnh của Gia Long đã tăng thêm một bậc. Lục Ma Phong nhìn vào vị trí thầy bói bỏ đi, ở đó có một bản thiết kế ở vị trí đó, nó trông giống như một bản đồ kho báu lăng mộ. Sau đó cậu ta cùng Gia Long bay dọc theo bản đồ, không biết bao lâu thì cậu ta đến một vùng đất bằng phẳng và cậu ta thấy rằng không có gì ở đây. Chủ nhân, thầy Najendi đang ở gần đây, vì thần cảm thấy một hơi thở mạnh. Vì Gia Long hiện tại có thể nói là mạnh mẽ, có vẻ như những người bị chôn vùi không phải là những người đang chờ đợi điều gì tốt đẹp rồi. Chợt có vài người xuất hiện, sau khi tìm hiểu cậu ta phát hiện ra rằng họ là một đội nổi tiếng, nhưng Lục Ma Phong không quan tâm đến những thứ này, cậu ta chỉ muốn lấy thứ mình cần. Lúc này có người lấy ra một vật gì đó đặt ở trên mặt đất, đột nhiên một nguồn sáng rạng rỡ xuất hiện. Này chàng trai, tại sao chúng ta không hợp tác, nhỉ? Đây là lối vào, hãy cùng nhau tạo ra một vết nứt để đi vào, đến lúc đó hãy chia đều kho báu. Lục Ma Phong thầm nghĩ cậu ta cũng không biết đường vào nên vui vẻ đồng ý. Lúc này với sự nỗ lực của họ, một vết nứt đã xuất hiện. Sau khi mọi người đi vào, họ tìm thấy nhiều kho báu, trong số đó có một viên đá kỳ lạ phát sáng và một chiếc hộp bí ẩn. Đột nhiên Lục Ma Phong bị bao phủ bởi bóng tối. Hệ thống nhắc nhở, đã phát hiện ba linh thú cấp B. Lúc này Lục Ma Phong mới nhận ra rằng mình đang bị họ lợi dụng. Ta xin lỗi ngươi, nhưng tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về ta. Ngu dốt, chỉ có một vài linh thú cấp B, ngươi có biết linh thú của ta cấp mấy không? Lên đi. Vạn kiếm môn phái. Sau một số cuộc tấn công, tất cả người và linh thú đều ngã xuống đất. Gia Long nuốt chửng chúng như một làn sóng đồ ăn nhẹ. Với một tiếng gầm lớn, tất cả linh thú bị nuốt chửng. Lúc này Lục Ma Phong cầm viên đá phát sáng lên, rất bối rối, cậu ta cảm thấy rằng viên đá này thật phi thường. Hệ thống nhắc nhở rằng đã phát hiện ra Dragon Relic Key, thu thập đủ 5 mảnh để mở hài cốt rồng và lấy bản đồ đến hài cốt rồng. Lục Ma Phong bắt đầu tìm kiếm một cách cay đắng, đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hệ thống nhắc nhở, mai táng sắp sụp đổ, mời chủ nhân mau chóng rời khỏi nơi này. Lục Ma Phong nhìn vào chiếc hộp bí ẩn, cậu ta quyết định mang nó theo người và rời khỏi đây. Sau khi ra ngoài, lối vào dần biến mất. Sau khi mở hộp ra, bên trong có một lá bùa đặc biệt đặt ở bên trong. Chúc mừng ký chủ đã lấy được bảo vật theo biểu tượng giai điệu, nó có thể chống lại tất cả các cuộc tấn công tâm linh. Đúng như lời từ thầy bói, có vẻ ông ấy biết điều tôi cần nhất. Thế giới này thực sự không bình thường, vì vậy nó cũng là đồ chơi của kẻ bí ẩn. Kẻ bí ẩn, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ra ngươi, còn hiện tại thì cải thiện sức mạnh là điều quan trọng nhất bây giờ. Đột nhiên cậu ta thấy có một người ngồi trên cây. Người đàn ông này mặc đồ đen với một thanh kiếm bên cạnh, và cậu ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi hay đi đường vòng để tránh đối đầu với cậu ta một lần nhỉ. Vậy là Lục Ma Phong chuẩn bị lặng lẽ ra đi thì đột nhiên một thanh kiếm bay đến. Định mệnh, tình hình gì thế này, sao cậu ta không cho tôi đi? Ngươi muốn ra khỏi đây thì hãy vượt qua ta trước đã. Dù vậy ta cũng không quan tâm ngươi là ai. Sau đó Lục Ma Phong trực tiếp nhảy lên điên cuồng tấn công về phía người đàn ông kia. Người đàn ông này cực kỳ nhanh nhẹn, đã dễ dàng tránh được các đòn tấn công trong chớp mắt và đã xuất hiện phía trên Lục Ma Phong. Nhưng vào thời điểm này, định mệnh, sao ngươi không ra tay nhanh hơn? Nếu ta không có bộ giáp vàng này, ta đã đoán trước được là ta sẽ bị thương nặng rồi đó.
chủ nhân thần sẽ rút kinh nghiệm sau vụ này. Linh thú của ngươi thực sự mạnh mẽ, ta không chơi với ngươi nữa. Ta sẽ rời đi bây giờ, ta nghĩ đây là một cú sốc lớn nhưng bản thân kẻ này vẫn rất mạnh mẽ. Cái gì đây nữa vậy? Tại sao kẻ này thích để lại một cái gì đó khi hắn rời đi vậy nhỉ? Cả thầy bói kia cũng làm vậy, có phải vì tôi là nhân vật chính không? Trên mã thông báo này được viết Di Sen Dông Gao Sen Dông, người ta nói rằng giáo phái này là một trong những giáo phái lâu đời nhất ở đại lục, có rất nhiều triệu hồi sư cao cấp trong môn phái và có một người đàn ông siêu mạnh trong môn phái này, đó là bá chủ của môn phái Hao Sen Dông, còn được gọi là Hao Sen Bi. Hệ thống phát hiện môn phái này ở gần đây. Chẳng lẽ vị hoàng đế đó là một trong số ít triệu hồi sư thần bí trên đại lục? Từ vẻ ngoài của nó, môn phái này là sự lựa chọn tốt nhất để tu luyện bản thân sau một lúc bay lượn. Cậu muốn tham gia vào môn phái? Đúng vậy, đây là môn phái tốt nhất mà tôi biết để tu luyện. Nhưng hiện tại cậu cần phải chờ đến lúc diễn ra sự kiện tuyển đệ tử sẽ bắt đầu trong 2 ngày nữa. Vậy được, tôi sẽ chờ đợi vậy. Sau đó Lục Ma Phong rời đi, thời gian cứ thế trôi qua. 2 ngày sau, tại một sân khấu, lúc này ở trên sân khấu có rất nhiều người muốn tham gia môn phái đều đến tham gia. Chào mừng đến nơi này, giấy chứng nhận lần này rất đơn giản, đó là thế mạnh của cuộc thi, hãy đánh bại tất cả kẻ thù, người trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng, trận đấu bắt đầu. Nghe vậy tất cả mọi người đã lao vào đánh nhau. Nhưng lúc này Lục Ma Phong vẫn đang trên đường đến sân khấu. Chỉ tại ngươi đòi đi săn mấy con linh thú nên ta mới đến trễ, Gia Long, nếu ngươi không tiêu diệt hết bọn chúng trong một đòn thì đừng trách ta. Chủ nhân, điều đó không quá khó với thần. Hãy chứng minh những câu nói đó trong sân khấu đi. Gia Long, ngươi thật nam tính đó. Bao lâu nữa bắt đầu trận chiến vậy? Cậu đã là người chiến thắng rồi. Tình hình gì thế này, mình được chọn ngay sau khi đến đây, may mắn này không tốt lắm cho những người kia thì phải. Làm ơn, Gia Long xứng đáng với tên của nó, linh khí bên trong rất dồi dào và bây giờ tôi đã làm được. Lúc này linh thú trong cơ thể cũng rất hưng phấn, linh khí dồi dào ở đây khiến chúng cảm thấy rất thoải mái. Ông là ai vậy? Tự phụ, từ giờ trở đi tôi sẽ là người phục tùng của cậu. Người này tên là Bai Rang, là một nhà tuyển dụng cấp cao, bạn nghĩ Lục Ma Phong là cấp độ triệu hồi nào? Chủ nhân, tôi sẽ gửi thời gian triệu hồi của bên kia, linh thú đen của đối thủ cũng cảm nhận được thần. Quả xứng đáng là môn phái hùng mạnh, tôi đã thấy thầy ma cũ. Được rồi, từ nay ngươi sẽ là đệ tử của ta. Hãy hấp thụ viên đan này. Đệ tử? Có chuyện gì vậy ạ? Xiao Xuanyi mang theo sư huynh này đi luyện tập một thời gian. Đã rõ. Sư huynh, đây là nơi mọi người hay tu luyện, khi cậu có mã thông báo này cậu có thể có quyền hành nghề ở một số nơi. Không phải mình đã nhặt được mã thông báo này trước khi mình đến Hao Sen Dông sao? Các thẻ là đồng đen bạc vàng, có 3 mã thông báo cấp, mã thông báo càng cao sức mạnh sử dụng càng lớn. Được rồi, cậu cứ yên tâm luyện trước đi, có gì cần thì gọi cho tôi. Lúc này một người một chồng đang luyện công, thời gian trôi qua từng ngày. Không biết đã bao ngày đêm trôi qua. Một vài tháng sau cuối cùng cũng thông qua thực hành. Cả Lục Ma Phong và Gia Long đều đã biến hình. Gia Long, ngươi có thể hiểu rằng sức mạnh của mình đã tăng lên. Chủ nhân, cảm giác này thật tuyệt. Sư huynh, hãy cùng môn phái tranh tài, cuộc thi sắp bắt đầu, nhanh lên hãy đăng ký, tôi nghe nói rằng giải thưởng rất tốt. Thật sao vậy, thì tôi sẽ đăng ký ngay bây giờ. Lục Ma Phong đã đến đăng ký tham gia đại thi đấu Dông Men. Thời gian trôi nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày tổ chức giải đấu. Những nhân vật có quyền lực và mạnh nhất trong môn phái đều đã có mặt. Chào mừng đến với cuộc thi, vị trí đầu tiên trong trận đấu này thưởng một viên thuốc tăng cường cấp cao. Sẽ có cơ hội đến nhà kho báu để lựa chọn một kho báu. Vòng đầu tiên là Lục Ma Phong và Lập Luận. Tại sao lại là tôi? Trong vòng đầu tiên tôi vẫn muốn xem chương trình. Tiểu tử, ngươi thật xui xẻo khi phải đấu với ta. Câu đó để ta nói mới đúng. Chết tiệt, ta và Giao Gia Hui đã tấn công cùng một lúc nhưng không thể làm hại hắn ta, hắn thậm chí không triệu hồi linh thú. Ngươi quá yếu. Người chiến thắng là Lục Ma Phong. Sau vài tháng luyện tập, ta đã trở thành một với thanh Excalibur, điều khiển năng lượng kiếm chỉ với một ý nghĩ. Cậu hãy chuẩn bị đi nhận thưởng đi. Chỉ có thế thôi hả? Tôi sẽ thách thức tất cả các đệ tử có mặt, hãy cùng nhau làm điều đó nếu các ngươi dám. Khi lời vừa nói đã khiến tất cả những người có mặt bị sốc. Thần kinh Lục Ma Phong gặp rắc rối đến nỗi cậu ta thậm chí còn đe dọa sẽ đánh bại tất cả các đệ tử có mặt. Chúng ta có nên làm theo lời cậu ta không? Nếu như cậu ta kiêu ngạo tự tin như vậy thì hãy để cậu ta có một bài học đi. Ok, sau khi thảo luận với các trưởng lão lâu đời nhất thì tất cả các đệ tử có mặt đều có thể hợp lực để đối phó với Lục Ma Phong. Lúc này một phần đệ tử có mặt đã bước lên sân khấu.
Các cậu không lên à? Chỉ một phần nhỏ thôi, không phải tất cả chúng ta cùng lên. Tôi không dám lên, vài tháng trước tôi đã từng chứng kiến sự khiếp sợ của kẻ đó với linh thú của hắn trong các cuộc thử thách. Bom cậu ta có thể xấu đến mức nào? Lúc này trên đài thi đấu Lục Ma Phong đã bị tất cả các đệ tử vây quanh. Trận đấu bắt đầu. Lúc này Lục Ma Phong rất tự tin. Ngay lập tức tất cả các đệ tử đã không thể di chuyển. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy, ta thậm chí không thể di chuyển. Mũi là một đội hình, đứa trẻ này không dễ bị bất ngờ. Lục Ma Phong ngay lập tức nhảy lên cao, sau đó một âm thanh niệm chú rồng đến từ Gia Long, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi như thể họ không thể không nhìn lên. Suy sụp. Tất cả những đệ tử có mặt trên sân đấu đều đã biến mất. Còn ai nữa, các đệ tử hiện tại đều đã sợ đến xanh mặt, không ai dám lên, vậy vị trí đầu tiên ta sẽ dễ dàng giành được. Chính là hắn ta, kẻ có thần thú SSS. Khá là bất ngờ đó, vua Xuan trong số tất cả các đệ tử của La Shenzhong thì cậu ta là người giỏi nhất. Mihusi chèn ép pha, tôi sợ rằng Lục Ma Phong cũng sẽ bị thương. Để tôi xem cậu có tài cán gì. Cả hai linh thú đã bắt đầu chiến đấu, cuộc chiến thật khốc liệt. Phong ấn chen ép pha R không thể kiềm chế cậu ta. Lúc này Lục Ma Phong đã hòa làm một với thanh kiếm. Lục Ma Phong chém liên tiếp vào Kim Xuan. Lá chắn bất bại kích hoạt. Lục Ma Phong thấy một ánh sáng vàng bao phủ Huyền Vương Thục, đã chống lại mọi đòn đánh, không hổ là Chí Vương sư huynh, thật sự lợi hại nhưng còn non lắm. Lúc này Sujaku đã hiện thân, tất cả các đệ tử và trưởng lão có mặt đều chết lặng một lần nữa. Cậu ta không chỉ có một mà tới hai thần thú sao? Hãy tham gia Fan Ly. Trận đấu đã kết thúc rồi. Tôi đầu hàng, tôi thua rồi. Quả là một trận đấu khá thú vị, với việc Xuân Vương bị đánh bại, các đệ tử đã trở lên sợ hãi. Trận chiến đã kết thúc, Lục Ma Phong có thể chọn một kho báu trong kho, và cậu ta đã hạ đệ tử mạnh nhất của môn phái lên. Giờ đệ tử mạnh nhất chính là Lục Ma Phong. Lục Ma Phong đã rất phấn khích, một khởi đầu tuyệt vời ở môn phái. Hãy hấp thụ thứ này, nó sẽ giúp cậu tăng thêm vài bậc sức mạnh nữa. Thật sao, cảm ơn ông nha. Lúc này Lục Ma Phong đã hấp thụ quả cầu đó, ngay lập tức sức mạnh của cậu ta đã tăng lên. Đánh giá qua biểu hiện của cậu ta thì cậu ta có vẻ đang tận hưởng chính mình sau một lúc. Quả cầu đã được cậu ta hoàn toàn chấp nhận, thật tuyệt vời, tôi cảm thấy một sức mạnh to lớn đang chảy trong người, không ngờ quả cầu đó lại lợi hại như vậy, có thể cho tôi thêm vài. Lúc này có một giọng nói phát ra, Lục Ma Phong mau xuống đây. Trưởng lão có mệnh lệnh gì? Vì cậu đã chiến thắng trong trận đấu vừa rồi nên cậu có thể chọn một bảo vật trong kho của chúng tôi. Bảo vật sao? Hầu hết những người biết điều này, không chỉ có Giang Bây Đàn, tôi cũng cho phép linh thú Gia Long của cậu đến để chọn một thứ gì đó làm phần thưởng. Tôi nghĩ rằng tôi đã quên nó, xin đa tạ trưởng lão. Sau đó cậu ta đến bao gu với trưởng lão. Đây là Diên Bao Xuân, cậu có thể xem những gì cậu muốn nhưng chỉ được chọn một. Lục Ma Phong nhìn những thứ trước mặt và cũng bối rối, một số cuốn sách cũng như đang dược dụng cụ bùa chú trận chiến này vân vân, có một số thứ vô nghĩa, ta nên chọn gì đây, ở đây dường như không có gì ta cần. Chìa khóa của di tích Lữ Đoàn Rồng được phát hiện và có thể mở di tích của Long tộc bằng cách thu thập 5 cái nhận bản đồ để đi đến tàn tích rồng, và hiện tại cậu đã có một. Căn phòng của di tích Long tộc, thực sự cái này đã tỏa sáng, nó phải được trả lời bằng cách này, và vẫn còn 3 mảnh nữa nên cảm nhận nhau được rồi, chỉ còn 3 mảnh để đi, một chút kỳ vọng là điều tốt đẹp nào sẽ đến. Này sao cậu còn nhếch mép cười, còn không nhanh chọn cái cậu thích đi. Được rồi, tôi chọn ngay. Tôi muốn cái này. Ngươi thấy đấy, đây là một bộ kiếm thuật rất mạnh mẽ, đó là trận pháp tuyệt thế do kiếm sư để lại, còn có một quyển võ công Phong Lôi Chưởng uy lực vô biên, rất thích hợp với ngươi. Trưởng lão, ông có bị ống hay co chân không? Có Gia Long ở đây, tôi không cần quá nhiều kỹ năng hoa mỹ, tôi chỉ muốn viên đá này. Thôi đã vậy thì tôi cũng không ép nữa, tôi hy vọng cậu không bị mắc kẹt bởi hòn đá này. Cạm bẫy ư, xin hỏi với thực lực của ta bây giờ có thể báo cho ta bao nhiêu người? Chàng trai lông lá, cậu vẫn còn quá trẻ, cậu thực sự mạnh mẽ, có rất nhiều người yếu hơn cậu nhưng có khá nhiều người mạnh hơn cậu, nhưng không ai trong số họ dám tự gọi mình là mạnh nhất, kể cả là bá chủ. Thật sao? Bởi vì nếu ai dám nói mình mạnh nhất sẽ có người ra tay khống chế. Cái gì? Lục Ma Phong, hãy uống tách trà này và tôi sẽ cho cậu biết thực lực của người này vô cùng đáng sợ, luôn đến và đi không dấu vết như hư không. Có rất nhiều người đến thách đấu hắn nhưng đều chết hết, cho đến nay không ai biết danh tính thực sự của hắn. Là kẻ bí ẩn. Hàng trăm năm trước chúng tôi đã hợp lực với mọi người để chống lại hắn, nhưng hắn đã dễ dàng đánh bại chúng tôi. Với sức mạnh hiện tại của cậu, nó không đủ để thu hút sự chú ý của hắn. Khi cậu đạt đến một cấp độ nhất định, hắn ta có thể sẽ đến để giao chiến với cậu.
hắn ta đã từng đến tìm mình. Nếu những gì trưởng lão nói là thật thì mình đã hiểu tại sao hắn lại coi thường mình. Khi đó ngay cả khi hắn đối mặt với ba con thần thú của mình, hắn vẫn có thể xử lý mình trong khi vẫn kìm hãm sức mạnh. Có thể thấy rằng hắn rất mạnh, có lẽ mình nên cảm ơn hắn vì lúc đó không ra tay, nếu không thì mình đã chết rồi. Mình thực sự không nhận ra. Các khán giả trước điện thoại di động, các bạn có biết không? Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Không có ai. Câu chuyện rất hay, trưởng lão tiếp tục đi. Không, đó là tất cả những gì tôi biết. Nhưng dù tôi đã nói với cậu rất nhiều, hãy để tôi cung cấp cho cậu một thông tin nội bộ khác. Nhớ đừng nói cho người khác biết. Thông tin gì vậy? Nghe rất nghiêm trọng. Chỉ là vài năm trước, bá chủ của Minh Tông Môn chúng ta đã bị đánh bại bởi một người bí ẩn. Ngài ấy vẫn đang nhập thất để chữa bệnh. Hiện tại tôi phải lo mọi công việc của môn phái. Nhớ đừng nói cho người khác biết, nếu không Minh Tông Môn sẽ gặp nguy hiểm. Đừng lo lắng, tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng tôi cần trưởng lão cho tôi cao cấp hơn hoặc là cao cấp nhất của cường hóa đan dược là được. Hãy cho tôi và ba thần thú của tôi hấp thụ. Cho dù bá chủ không ở đây, vẫn còn có tôi thì Minh Tông Môn của ngài sẽ không gặp nguy hiểm. Hãy làm giống như những người khác. Nếu cậu muốn có tài nguyên tốt hơn thì hãy chiến đấu. Được rồi, tôi đã nhớ những gì trưởng lão vừa nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức để diễn xuất một cách xuất sắc trong tương lai. Thôi, tôi còn có việc đi trước đây. Chúng ta đã ở đây được mấy năm mà vẫn chưa thể vào kho chứa bảo vật của môn phái, vậy mà cậu ta chỉ đến có mấy tháng đã được vào. Vì cậu ta có tới hai thần thú mà. Giờ không phải là lúc các cậu bàn tán về người khác, thay vào đó các cậu nên tập luyện để mạnh hơn. Vậy chúng tôi phải làm thế nào? Đi theo tôi sẽ giúp hai cậu. Chí Vương sư huynh. Sư đệ. Sư huynh đâu là nơi chúng ta sẽ đến? Đệ vừa nhận được nhiệm vụ của CC, đệ đang định thực hiện nó. Nhiệm vụ tiền thưởng là gì vậy? Ngươi không biết, hôm nay tông môn ra nhiệm vụ chờ thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng. Thế à, có vẻ thú vị đấy. Định đi xem thử có nhiệm vụ gì hay không. Mau đi đi, không thì hết nhiệm vụ để nhận đấy. Thế là Lục Ma Phong bay tới chỗ trả nhiệm vụ. Khi đến nơi, thấy chỗ nhiệm vụ trống không, chẳng có nhiệm vụ nào để nhận. Sao thế này, hết rồi à? Lại đến muộn rồi, nhiệm vụ bị nhận hết rồi, chỉ còn một nhiệm vụ ẩn. Đúng thế, lần nào cũng không nhận được nhiệm vụ. Hay là mấy anh em mình nhận nhiệm vụ ẩn này? Mày điên à, nhận thì phải hoàn thành. Với thực lực của mấy anh em ta, nhận là đi tặng kinh nghiệm đó. Thế thì hết cách rồi, đi làm thứ khác thôi. Nhiệm vụ ẩn à, nghe thú vị này, để ta xem thử. Tại sao lại không nói phần thưởng là gì chứ? Thôi kệ, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, cứ để vậy. Người tới đúng là sư tôn của Lục Ma Phong. Thiên Ma Tông, một trong những sao huyệt lớn nhất của những bậc triệu hồi tả, luôn là đối đầu một mắt một còn với Hạo Thần Tông. Ngươi nhận nhiệm vụ này nhất định phải cẩn thận, người của Thiên Ma Tông không phải hạng tầm thường. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nói xong, Lục Ma Phong liền bay vút ra ngoài. Hỏi thăm mãi, cuối cùng cũng đã dò la được tung tích của một nhóm Thiên Ma Tông. Tiểu Long Tử. Chủ nhân. Chờ chút nữa chúng ta giả vờ tươi trẻ một phen. Ta đã đặt bẫy trên đường đi rồi, chỉ chờ chúng đến thôi. Tất cả phải tập trung, mục đích của chuyến đi này là đi tập kích Hạo Thần Tông. Tươi rồi, mục tiêu đã cắn câu. Lúc này mấy tên đệ tử của Thiên Ma Tông bị trận pháp trói chân, không nhúc nhích được. Nhờ hấp thu đã đang cường hóa cao cấp khác hẳn, uy lực của trận pháp cũng tăng. Mấy người các ngươi là người Thiên Ma Tông, trên người hẳn có Thiên Ma Thạch. Dám đánh chủ ý của chúng ta Thiên Ma Tông, ngươi hẳn là đám người Hạo Thần Tông phải không? Thật không may ngươi lại đụng phải ta. Thì ra còn có một kẻ lừa lưới, Tiểu Long Tử. Tiểu Long Tử, đợt này ngươi làm ác phết nhỉ, đánh cho bọn hắn tan tành mây khói luôn. Thật ngại quá, dùng sức hơi mạnh một tí. Đây chính là Thiên Ma Thạch sao? Còn có hai hòn nữa. Dễ như trở bàn tay, có thể về báo cáo. Sau đó Lục Ma Phong liền cùng Giao Long trở về Tông Môn. Còn lúc này Ma Phong đang mô phỏng xem Thiên Ma Thạch có bí mật gì. Mấy người kia đang làm gì?
Lúc này có mấy tên côn đồ nhỏ đang định ra tay với một lão già và một cô gái. Chủ nhân, phía trước có tình hình xảy ra. Chủ nhân. Còn lúc này, tên côn đồ nhỏ như điên cùng đang mò mẫm thiên ma thạch, hoàn toàn không để ý đến bất cứ chuyện gì xung quanh. Lão già, mau nói cho ta biết nơi đó ở đâu, nếu không hôm nay ông không thoát được. Mấy con kiến hôi cũng dám ngông cuồng, để đại ca Long dạy cho các ngươi một bài học. Tiểu Long Tử, ngươi càng lúc càng ngông cuồng hơn rồi, nhiều lần định hại ta. Chủ nhân, lúc đó tình hình cấp bách, ta chỉ có thể làm vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Tên côn đồ nhỏ vừa hoàn hồn cũng ngơ ngác trước tình cảnh trước mắt. Qua một hồi giải thích, thì ra là như vậy. Thiếu hiệp, những người này có thế lực hậu thuẫn là người của Hạo Thần Tông, ngươi phải cẩn thận. Chẳng lẽ trong Hạo Thần Tông có kẻ phản bội? Được, ta biết rồi, ngươi đừng lo. Sau đó tên côn đồ nhỏ bay về tông môn, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thế mà lại chỉ nhận được một lệnh bài vỡ nát. Nhưng cũng tạm được, đổi được một chỗ tu luyện, nồng độ linh khí cũng tăng lên kha khá. Sau này đây chính là nơi ta tu luyện. Một thiên ma thạch khác cũng được hòa vào trận pháp. Sau đó tên côn đồ nhỏ bắt đầu ngồi thiền. Qua một hồi, sư phụ của tên côn đồ nhỏ đột nhiên đến đây. Đệ tử bái kiến sư phụ. Biết ngươi vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tình hình cấp bách nên ta vẫn phải sai ngươi đến một nơi. Đây là bản đồ. Phải chăng không phải đây là bản làng gần của lão già ấy? Ok, ta sẽ đến ngay. Vâng, đúng rồi, hồi nãy trên đường về tông, ta tình cờ gặp mấy tên nhãi danh đang bắt nạt người khác. Có người đồn là chỗ dựa của chúng là người trong Hạo Thần Tông ta, sư tôn nghĩ sao? Có chuyện đó sao? Cản rỡ, Hạo Thần Tông chúng ta là danh gia chính phái. Làm sao chối chấp kẻ phản bội được, ta sẽ điều tra rõ ràng vụ này. Tốt quá, ta đi đây. Sau đó, hắn đi nhanh tới nơi đó, nhưng lại thấy lão già và cô gái đang chờ mình. Ta và đứa cháu gái đoán rằng người nhất định sẽ tới bí cảnh nên đã đứng đây chờ ngươi từ sớm. Chúng ta biết vị trí cụ thể của bí cảnh. Thật ư, vậy thì xin nhờ các người. Thung lũng đó là một không gian vô cùng kỳ diệu, bên trong ẩn chứa muôn vàn nguy hiểm. Huống chi lối vào có yêu thú canh giữ nên người thường không vào được. Chẳng sao. Đến lúc đó, đến nơi đó là lối vào rồi. Làm thế nào để đối phó với những con quái thú này? Đơn giản thôi tiểu tử, ra đây. Chủ nhân, ta không chịu được cơn đói khát này nữa rồi. Đi nào, ăn bữa nhẹ. Xong rồi, đã giải quyết xong. Nghe một lão già nói rằng có nguy hiểm bên trong. Thì ra đó là lối vào. Vậy thì tiếp theo ta sẽ tự vào, các ngươi cứ trở về trước. Được, sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Đại ca nhất định phải cẩn thận. Bên trong lại có thứ gì? Đây chính là lối vào. Chúng ta vào xem thử tình hình. Sao lại còn có một phòng ấn nữa? Chủ nhân để ta làm. Chờ ta. Theo tiếng chém rơi xuống, tiếng âm ầm vang, phong ấn được giải trừ rồi. Sau khi chú bé tóc vàng và dao long tiến vào, xung quanh ta tối đen như mực. Chuyện gì thế? Tại sao màn hình tối đen vậy? Tiểu Long Tử, hãy cung cấp cho ta một nguồn sáng. Tuân lệnh. Sau tiếng gầm của dao long, nguồn sáng từ từ sáng lên, nhưng nó cũng khá yếu ớt. Sao ở đây lại có nhiều xương thế? Nhắc nhở vật chủ, nơi này là Vạn Độc Thiên Tôn bí cảnh, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta đi thôi. Sau đó, Lục Ma Phong đến một nơi khác, phát hiện trước mặt toàn là sương mù màu xanh lá, và nó đang từ từ lan rộng. Đằng sau sương mù, có một thứ kỳ lạ trông giống như viên thuốc. Chủ nhân trông có vẻ như đây là một trận phát động. Thứ kỳ lạ đó hẳn là không đơn giản, nhất định phải lấy cho được. Ta đã ăn đan bách độc bất xâm rồi, loại xương độc này không làm gì được ta. Ta đi tiên phong. Nói xong, tóc vàng một mình xông vào. Ngay lúc xông vào, đã bị xương độc phản công. Mà lúc này, Giao Long lại không có ý định hành động. Như vậy mà trêu cháo nhìn tóc vàng bị xương độc phản công. Ai mà biết hắn có ý gì chứ? Một lúc sau, tóc vàng lui ra, đã bị phản công đến mức gấp gối. Lúc này, Giao Long lên tiếng. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Ta cảm thấy không ổn.
Đáng ghét, ta rõ ràng đã ăn đan bách độc bất xâm. Tại sao vẫn bị trúng độc? Chủ nhân, hiện tại ngài trúng độc không quá nặng. Để ta dùng long thủy giải độc cho ngài. Sau khi được nước miếng dao long rửa sạch, lúc này có thể thấy rõ độc trên người tóc vàng đang dần tan. Cuối cùng cũng hết rồi, nhưng phải làm sao với kết giới độc phía trước chứ? Theo tình hình vừa nãy, kết giới độc này không đơn giản. Lúc này thực sự khó ứng phó. Chủ nhân, ta có cách. Cách gì? Nói cho ta nghe nào. Ta có thể nuốt trọn cả một mảng xương độc kia rồi hấp thụ. Xin nhắc học viên, viên kia phía trước là đan vạn độc. Không phải chứ, hai người các ngươi định hợp lại diễn ta à? Một người biết rõ sự lợi hại của kết giới độc nhưng lại không nhắc nhở ta. Một người có cách đối phó nhưng lại không nói sớm. Không phải thế, chủ nhân. Cái gì mà không phải thế? Ta xem ngươi tiểu tử là cố tình muốn nhìn ta chịu tội. Chỉ vì ngày hôm qua đã đá mày hai cú. Này này này, con không mau thu hồi lấy hơi độc này đi. Bị giao long nuốt chửng, toàn bộ xương độc đã được hấp thụ vào cơ thể giao long. Đây chính là vạn độc đan sao? Chủ nhân, một lúc ta nuốt quá nhiều xương độc, cần phải về không gian để tiêu hóa trong thời gian. Đi đi, ta cho phép. Kẻ nào? Để đồ lại. Hai đứa trẻ danh con kia là ai? Sao lại ở đây? Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây? Thì phải cảm ơn ngươi. Ngươi đã tạo sẵn đường đi, giúp chúng ta thuận buồm xuôi gió. Ta hỏi các ngươi sao biết nơi này, ai chỉ cho? Điểm này ngươi không cần biết, giờ thì thú triệu hoán của ngươi cũng không còn nữa. Xem như ngươi là đệ tử của Hạ Thánh Tông, để đồ lại, cút đi. Đừng để ta phải ra tay. Tiểu tạp mao cũng dám ngông cuồng thế à? Ai bảo với mày rằng ta chỉ có một con thú triệu hồi thế? Cho hai ngươi thêm một cơ hội, trước khi viên đạn này tích đủ năng lượng. Nói ra kẻ đứng sau các ngươi, nếu không là đại nhân Phong Hổ, là người cung cấp tin tức cho chúng ta. Tạp Mao chính là Tạp Mao. Phong Hổ, có phải là người của Hạo Thành Tông không? Trước đây hình như có nghe nói qua, hình như là không có. Hôm nay tạm tha cho hai người, cút nhanh. Nói tha cho hai người, nhưng ta không hứa. Sư huynh Huyền Vương. Sư đệ, huynh mà có đến ba con thần thú, bất khả chiến bại. Nhưng mà, cả con thần thú này và con Phượng Hoàng hình như đều chưa nâng cấp. Đúng vậy, giờ toàn bộ tài nguyên đều đổ vào giao long rồi, phải từ từ. Cũng đúng, thứ này vốn là cấp bậc CC. Muốn tiếp tục nâng cấp nữa cũng phải cần rất nhiều tài nguyên mới nâng được một chút. Nhưng mà sức mạnh hiện tại của huynh cũng mạnh lắm rồi. Sư đệ em rằng không biết là vẫn còn có một người mạnh hơn. Cho đến lúc ba con thần thú của sư đệ đạt đến đỉnh cao, chắc chắn sẽ trở thành bá chủ trên lục địa này. Còn sớm lắm, sư huynh, huynh đến đây làm gì? Không phải cố ý đến nói mấy chuyện này chứ? Đúng rồi, không nói thì ta suýt quên mất chuyện chính. Chuyện là thế này, sư đệ không phải có nói với sư tôn rằng trong tông môn có kẻ phản bội sao? Sư tôn đã tra ra rồi, cho sư đệ nhanh chóng trở về tông môn gặp người. Có phải tên là Phong Hổ không? Vừa nãy nghe được từ miệng của hai tên tạp mao. Sư huynh có biết người tên Phong Hổ này không? Có phải là người của Hạo Thần Tông không? Là người của tông môn, nhưng ta rất ít khi gặp người đó. Nghe nói cha này mạnh đó, ngươi nên quay về bái kiến sư phụ càng sớm càng tốt. Được, biết rồi, cậu cứ về trước, tớ xử lý xong cái này là về ngay. Bây giờ chắc không ai quấy rầy nữa rồi. Túc chủ lưu ý, nếu hấp thụ độc tâm đan, sẽ cần phải chịu đựng đau đớn tột cùng mới có thể đạt được vạn độc bất xâm thể. Vạn độc bất xâm thể sao? Có thể thử xem. Chỉ thấy lúc Ma Phong nuốt độc tâm đan vào bụng rồi ngồi xếp bằng hấp thụ. Một lúc sau, thấy vẻ mặt cậu ta vô cùng đau đớn. Càng về sau lại càng đau. Một luồng năng lượng giống khí độc từ trong người Ma Phong tỏa ra, càng ngày càng lớn. Lúc này Ma Phong giống như bình chứa khí độc. Tiếc rằng vẫn không chịu nổi cơn đau dữ dội. Phun ra hai ngụm đờ 10 năm. Khốn kiếp, độc tâm đan này lại ghê gớm đến thế sao? Chỉ còn cách đó thôi.
Tiếp theo, mái tóc bằng hoè bắt đầu vòng hấp thụ thứ hai. Nhưng lần này thì khác biệt, con chim này giờ đã giành mạnh hơn rồi. Nó biết dùng trận pháp để hạn chế năng lượng phát ra. Sau đó chính nó sẽ hấp thụ hết năng lượng về hết. Thế cuối cùng, công trình ma luyện mình thành người vạn độc bất xâm đã ra đời. Hoàn thành rồi, về môn phái, trừ gian diệt nội. Trở lại rồi à, bảo ngươi đi tìm thứ gì đó, lấy được chưa? Lần trước đưa ngươi bản đồ bảo ngươi tới đó. Viên vạn độc đan ở đó ngươi đừng nói với ta là ngươi không lấy được. Ngươi còn bảo ta đi tới đó làm ta bị trùng khói độc suýt chết. Suýt tí thì phải thắp hương, ta đã nuốt vạn độc đan vào bụng rồi. Tên nhóc này, vậy mà dám nuốt trộm. Thôi cũng được, về rồi là tốt lắm, kẻ phản bội đã tra ra rồi. Là con ông hổ của môn phái, hiện giờ hắn là đệ tử mạnh nhất của hạo thần tông. Vì không bắt được nhược điểm, tông môn không dễ xử lý. Cho nên ngươi hãy đi khiêu chiến hắn, đánh bại hắn. Cái gì? Để ta đi khiêu chiến đệ tử mạnh nhất tông môn. Thế nào, có nắm chắc không? Thử xem sao, nếu thắng có khen thưởng không? Ngươi còn mặt mũi hỏi ta thưởng gì, độc hoàn đan đã bị ngươi nuốt trộm. Còn muốn thưởng nữa, đánh bại hắn rồi hãy nói, lúc đó đừng tử trận là được. Sư tôn, người đấy làm nguyền rủa ta mà. Sau đó, chuyện lục ma phong định quyết đấu với phong hồ truyền khắp tông môn. Đám đệ tử tranh nhau đến xem. Mà lúc này, Giao Long vẫn chưa hấp thụ hết màn xương độc đó. Xong rồi, lại bị chơi sỏ, hiện tại Giao Long không thể ra trận. Đối thủ là đệ tử mạnh nhất, sớm biết vậy cứ hoãn lại vài ngày. Hỗn láo, ngươi lại dám khiêu chiến ta, chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại sao không dám? Nói xong, cả hai bên đồng thời triệu hồi thú triệu hoán. Trận chiến sắp nổ ra, thú triệu hoán của phong hồ cũng là cấp CC. Nhìn tình hình thì có vẻ mạnh hơn thú hợp nhất một chút. Ta đoán chắc sư huynh phong hồ nhất định sẽ thắng. Chưa chắc đâu, thực lực của lục ma phong cũng không tệ, nhất là giao long kia. Lúc này lục ma phong bày trận, nhưng trong nháy mắt bị đối phương phá vỡ. Cố nhiên là đệ tử mạnh nhất hạo thần tông, cũng có chút bản lĩnh. Thế là đổi trận pháp hạn chế thành trận pháp tấn công. Điên cuồng tấn công phong hổ. Lại triệu hồi phượng hoàng gia tham chiến. Đúng lúc lục ma phong cho rằng sắp thắng thì một thú triệu hoán khác của phong hổ xuất hiện. Khí thế mạnh mẽ hất văng lục ma phong và linh thú của hắn. Loài linh thú này của phụng tử hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Đừng tưởng mình có hai linh thú. Hai phe lại lao vào chiến đấu, cục diện vô cùng quyết liệt. Sấm chớp vang trời. Lục ma phong yếu thế hơn đối phương. Khốn kiếp. Tiểu Long Tử, sắp chống không nổi nữa rồi, chậm một chút là chúng ta chết tươi. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Long xuất hiện. Thổi ra luồng hơi rồng mạnh mẽ. Giống độc dược nhưng không phải độc dược bao phủ lấy phụng tử và linh thú của hắn. Và liên tục phản công. Lúc này rõ ràng là sân nhà của Kim Long, thành thú và phượng hoàng không cần ra tay nữa. Một lát sau, dưới đòn tấn công của cự Long, đệ tử mạnh nhất phụng tử và linh thú của hắn lãnh công hộ. Tiểu Long Tử, giỏi lắm, lại có thể phun xương độc. Chủ nhân, đây không phải xương độc. Đám xương độc đó đã được ta luyện thành long khí, là long khí tấn công phản ngược của ta. Lúc này xung quanh đã không còn một bóng người, những đệ tử hóng hớt nãy giờ đều đã bị đánh bay đi hết. Sau khi lục ma phong đánh bại phụng tử, hắn bèn trở về nơi tu luyện của mình. Nhưng lại phát hiện sư tôn đã chờ hắn ở đó. Ta nghe đại trưởng lão kể rằng, lần trước con chỉ lấy một viên đá ở tàng bảo các. Ta có bản đồ này, tìm thấy chỗ phụng tử. Vị trí cụ thể đã đánh dấu trên bản đồ, bây giờ đưa bản đồ cho con. Cứ coi như là phần thưởng trừ gian diệt ác cho tông môn vậy. Vậy xin đa tạ sư tôn. Xem ra lại có thể thu thập thêm một chiếc chìa khóa. Lục ma phong vừa đi ra, trước cổng tông môn có một tấm băng rôn. Chúc mừng lục ma phong trở thành đệ tử mạnh nhất tông phái hạo thần. Bé tóc vàng ngơ ngác, chuyện gì thế này? Xem ra chủ nhân thay thế vị trí của phong hổ rồi. Chán quá, tiểu long tử đốt nó đi. Ta vẫn luôn rất khiêm tốn. Đi thôi, chúng ta đi tìm chìa khóa. Sau đó, tóc vàng chạy đến nơi các chìa khóa của tộc rồng trên bản đồ. Chủ nhân, ta phát hiện ra các chìa khóa có mối liên hệ nhất định. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng hai chìa khóa trong tay chủ nhân để hướng dẫn chúng ta tìm ra những chìa khóa còn lại. Mê mông, ta cũng thấy rồi, chúng có thể cảm ứng lẫn nhau. Càng nhiều thì phạm vi cảm ứng càng lớn, đã ra ngoài rồi.
Thế thì hãy cố gắng xem có thể lấy được hết không. Xem ra là ở đây rồi, thấy hai chìa khóa này phản ứng dữ dội. Lúc này, tóc vàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía trước là một ngọn núi cực lớn. Chủ nhân, bí mật của Long tộc có trên đỉnh núi không? Thử là biết ngay, tao lên trên đó dò la tình hình trước đây. Nói rồi Lục Ma Phong phóng thẳng lên đỉnh núi. Lên đến nơi, thấy có một tảng đá nhỏ lơ lửng. Đó chính là chìa khóa thứ ba của tộc rồng. Lục Ma Phong vừa đưa tay định lấy thì bỗng dưng mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Phát hiện tình huống không ổn, nhưng đã quá muộn. Chủ nhân, những người đó không thể hất nhân ngã ngươi sao? Chuyện gì xảy ra ở trên đó vậy? Khốn nạn, ta bất cẩn rồi, chìa khóa của thuộc ở trên đỉnh núi. Nhưng hình như có yêu thú canh giữ, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đá xuống rồi. Vậy à, vậy để ta lên đó. Nói rồi, Giao Long nhanh chóng lao lên. Một lúc sau, thằng tóc vàng cũng đi theo. Khi đi lên, phát hiện ra Giác Long đã đụng độ với chúng rồi. Đây là ba yêu tinh kế cấp cao, anh giữ mật mã tại đây. Tiểu Long Tử, ta đến giúp ngươi. Với sự tham chiến của Lục Ma Phong, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ba yêu tinh cây đã bị đánh bại, sau đó ba yêu tinh cây này bị Giác Long nuốt chửng. Mật mã thứ ba của Long tộc đã có, còn thiếu hai mật mã nữa là có thể vào di tích Long tộc rồi. Ngay thời điểm Lục Ma Phong ngây ngô cười ngây ngô, mật mã trong tay hắn và hai mật mã trên người đồng thời bay lên trời, bay về một hướng. Có chuyện gì vậy? Đi nào, chúng ta đuổi theo. Lục Ma Phong bám sát theo ba mật mã. Một lúc sau, đến một nơi, ở đây có một hang động. Đi theo mật mã vào trong, phát hiện ra một phiến đá ở giữa. Trên phiến đá chính là chìa khóa thứ tư của Long tộc. Và xung quanh phiến đá còn phát ra những tia sáng, và còn bị vô số những sợi xích xiềng giam giữ. Lần này thậm chí không có yêu thú nào canh gác. Tuy nhiên những sợi xích này thì xử lý như thế nào? Nói xong, Lục Ma Phong liền từ từ đi tới chìa khóa. Chủ nhân, người đúng là không nhớ nổi bài học, thấy thứ gì cũng muốn sờ vào. Ta vẫn cứ thích như vậy đấy. Đáng ghét, vậy mà còn có một kết giới nữa, ta vốn định tiến lại gần để xem thử. Nếu vậy, ta sẽ phá vỡ kết giới này. Tiếp theo, vô số luồng chém liên tục đánh vào kết giới. Cùng với việc Lục Ma Phong không ngừng ra đòn, khi này, kết giới bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Cuối cùng, Lục Ma Phong sử dụng đòn tấn công mạnh nhất phá vỡ kết giới. Chủ nhân, lợi hại đấy. Tiểu Long Tử, đừng ngây ra nữa, những sợi xích kia giao cho người đấy. Không thành vấn đề. Cùng với đòn tấn công mạnh mẽ của Giao Long, những sợi xích xiềng chìa khóa nhanh chóng vỡ nát. Sau đó rơi xuống đất, và chìa khóa này phát ra thứ ánh sáng lại khác với những chìa khóa khác. Tiểu Long Tử, làm tốt lắm. Lần này hẳn ổn rồi, chìa khóa thứ tư, thành công. Ngay lúc Lục Ma Phong đưa tay định cầm chìa khóa thì bỗng nhiên, một luồng sáng từ chìa khóa bắn ra, một lần nữa đánh bay Lục Ma Phong ra ngoài. Chết tiệt, lại là tình huống gì thế này? Chủ nhân, có thể chìa khóa này bị giam cầm ở đây quá lâu rồi, nhiễm phải những thứ không sạch sẽ. Ngươi xem thử ánh sáng mà nó phát ra không giống với những chìa khóa khác sao? Có vẻ cũng đúng, vậy thì phải làm thế nào? Có cách nào không? Chỉ cần làm sạch cho nó là được rồi. Vậy ngươi còn chần chừ gì nữa? Ngay khi giọng nói vừa dứt, đột nhiên từ trên cao nhảy xuống một bóng đen khổng lồ. Trong tay bóng đen cầm một thanh đao dài, luồng khí âm u lạnh lẽo khiến người ta phải sợ hãi. Đây là thứ gì vậy? Là người hay thú? Này, ngươi là ai? Đối mặt với câu hỏi của Lục Ma Phong, bóng đen này không nói một lời. Ngay giây tiếp theo, nó lao tới với tốc độ nhanh như chớp. Phản ứng của Lục Ma Phong cũng rất nhanh, tức thì hóa thân thành kiếm đỡ đòn tấn công của bóng đen. Khốn thật, tên này không tôn trọng võ đức. Đối mặt với những đòn tấn công mạnh mẽ liên tục của bóng đen, lúc này Lục Ma Phong không có một cơ hội phản công nào, bắt đầu có chút chống đỡ không được. Tiểu Long Tử, đứng ngay ra đó làm gì? Giúp ta với. Do đó, Giao Long đến đằng sau bóng đen. Khi mồm rồng mở ra, trong chốc lát đã hút cả bóng tối vào. Tiểu Long Tử, ngươi ngày càng thích làm lão lục rồi đúng không?
Lão Lục nào chứ? Ta chỉ biết đơn giản, trực tiếp như thế này thôi. Chủ nhân, ngài xem đây là cái gì? Chìa khóa long tộc thứ 5 à? Thứ này là của tên đó, có thể hắn đã từng luyện bí pháp. Hợp thể với thú triệu hồi, ước chừng cũng là vì khối chìa khóa long tộc này. Đánh một trận với thú hộ vệ ở đây. Thì ra là thế, ta còn thắc mắc sao ở đây không có yêu thú canh giữ. Thế lấy cái chìa khóa bị hắc hóa này thế nào? Nói rồi, bốn cái còn lại liền cùng lúc truyền năng lượng cho nó. Một lúc sau, chìa khóa bị hắc hóa từ từ trở lại bình thường. Hệ thống nhắc nhở, đã thu thập đủ chìa khóa long tộc. Có thể vào di tích long tộc, có vào không? Vào. Một luồng sáng phủ xuống, giây tiếp theo. Lục Ma Phong đã vào bên trong di tích long tộc. Đây chính là di tích long tộc sao? Nhìn xung quanh, linh khí dày đặc nhìn không rõ phía trước. Cảm giác cũng khá thoải mái, nhưng không có gì đặc biệt. Lãng phí công sức lớn như vậy để đến đây, không có gì cả. Ta còn nghĩ sẽ có nhiều thứ giống như bảo vật này nữa chứ. Một lúc sau, những linh khí dày đặc bắt đầu tản dần đi. Có thể nhìn thấy mơ hồ những thứ ở phía trước, có một vài cái cây. Trái cây trên cây cũng hơi đặc biệt. Không ngờ di tích bên trong chỉ có vài cái cây mục và một ít quả. Xem ra chuyến đi này mất công rồi. Tiểu Long Tử, chúng ta đi thôi. Mà ngay lúc này, Giao Long đột nhiên trở nên hung hăng. Thằng nhóc, mày toàn phát triển chứ có gì đâu. Ký chủ thân mến, loài của này tên là Long Linh Cổ, tác dụng sánh ngang với một số loại đan dược cấp cao. Lúc Ma Phong nghe hệ thống nhắc nhở như vậy, con người đột nhiên mở to, liền vội tự tát mình hai cái. Mình đúng là ngu, thật may là chút nữa thì bỏ lỡ một món đồ tốt như vậy rồi. Hơn nữa còn nhiều như vậy, phát tài rồi đây. Mình đi hái thử một quả. Ngay lúc Lục Ma Phong đưa tay ra định hái thì đột nhiên, cậu điên rồi à? Không nhầm đâu, Giao Long đã nuốt chửng toàn bộ Long Linh quả. Tào đại nhân, thế mà một hơi đã nuốt sạch, không trở lại một quả nào cho tao, tức chết đi được. Xin lỗi chủ nhân, tại ta ham quá nên hơi hút mạnh mất. Này Tiểu Long Tử, từ khi vào đây, ngươi chẳng thèm nói lấy một câu. Giờ thì nuốt sạch, biết nói chuyện rồi à? Thôi được rồi, mục đích là để ngươi nhanh chóng đạt tới cảnh giới cao nhất mà. Nhưng mà, một phát mà nuốt sạch nhiều Long Linh của ngon như đan dược cao cấp thế này, mà chẳng hề thấy có dấu hiệu tiến bộ nào hết. Vừa dứt lời, xung quanh Giao Long liền phát ra một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Sấm sét giáng mạnh vào Giao Long, bao phủ lấy nó. Sau khi tiếp nhận tẩy lễ của Lôi Đình, Giao Long đã lột xác. Da nó ngày một cứng hơn, vậy trở nên sắc bén hơn, thân hình cũng cường tráng hơn rất nhiều. Lúc này, Giao Long tỏa ra một luồng uy áp khủng bố, cảm giác áp bức như muốn lật tung cả đỉnh núi. Lúc này, thực lực của Giao Long đã gần đạt tới đỉnh cao. Tiểu Long Tử, không tệ, không tệ, lần này đến đây không hưởng công. Lúc Ma Phong từ trong di tích đi ra, đột nhiên nghe thấy tiếng Long gầm truyền đến từ xa. Lúc Ma Phong vô cùng kinh ngạc. Tiếng Long gầm này, tình hình thế nào, chẳng lẽ còn có tộc Long nào tồn tại? Tiểu Long Tử, chúng ta đi xem nào. Lúc Ma Phong cùng Giao Long bay về phía tiếng Long gầm phát ra. Không lâu sau, họ thấy phía trước xuất hiện một khoảng biển, trên biển có một con Long. Tinh đã tiếp xúc với sự kiện, di sản của loài Long. Lúc này, Văn Long cũng phát ra tiếng hùng hồn trả lời đối phương. Chuyện gì xảy ra vậy? Long của Long tộc chẳng phải đã bị thợ săn Long diệt sạch sao? Thợ săn Long tầm thường làm sao có thể diệt sạch tộc ta? Và 300 năm trước, có một cường giả nhân tộc đột nhiên xuất hiện khoe khoang muốn khiêu chiến với vua Long tộc. Ai ngờ cả Long tộc không ai địch nổi hắn, bị hắn giết sạch. Ta là vua Long tộc cuối cùng, hiện giờ Long tộc chỉ còn chưa đầy đủ 50 con. Chẳng lẽ là hắn? Ngươi chính là chủ nhân của thanh kiếm đó, ta có thể cảm nhận được khí thế vương giả của nó. Đời chúng ta đã suy yếu. Phía sau dãy núi có một cung điện, hãy đến đó, tiếp nhận truyền thừa của Long tộc.
Nói xong, con long này biến mất khỏi tầm nhìn của chú vàng. Tin, chúc mừng túc chủ đã nhận nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ, truyền thừa long tộc. Long tộc truyền thừa gì vậy? Tò mò quá, long tộc truyền thừa sẽ là cái gì đây? Sau đó, vào khoảnh khắc Lục Ma Phong bước vào cung điện, ngay lập tức bị một luồng long uy nồng đậm chiếm giữ. Lục Ma Phong vội vận chuyển chân nguyên trong cơ thể để chống lại long uy, còn phát ra long uy chính là hai bức tượng long khổng lồ ở lưới vàng. Lúc này hắn bị chế ngự, căn bản không có cách nào rời khỏi nơi này. Đây là nơi truyền thừa quan trọng nhất của long tộc, chỉ có người nhận được truyền thừa mới có thể rời khỏi. Hệ thống đáng ghét, sao ngươi không nói sớm với ta? Lúc này Giao Long xuất hiện trước mặt Lục Ma Phong, thay hắn chống đỡ Long Uy. Lúc này có thể thấy rõ mức độ công kích của Long Uy này đối với Giao Long, không gây ra một chút tổn thương nào cho Giao Long. Sau đó Giao Long cũng phát ra một luồng Long Uy. Trực tiếp làm vỡ tan hai bức tượng Long khổng lồ. Chủ nhân, người không sao chứ? Không sao, quả nhiên vẫn là tiểu Long tử đáng tin. Thời khắc quan trọng biết ra mặt, thực lực đạt đến đỉnh cao của là khác biệt. Đi, vào xem truyền thừa của long tộc là cái gì nào. Lục Ma Phong đi vào trong, trực tiếp tiến vào không gian truyền thừa. Đó là cái gì? Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa của long tộc, xin nhanh chóng tiếp nhận dịch truyền thừa. Tiểu Long tử, truyền thừa của long tộc giao cho con kế thừa đi. Vâng, chủ nhân. Sau khi Giao Long hấp thụ dịch truyền thừa, ngay lập tức một ấn ký cũng dung nhập vào cơ thể Giao Long. Ấn ký này chính là ấn của Tân Vương, sau đó Giao Long bắt đầu liên tục gọi. Tiếng hét vọng xa, một con vua long mới đã xuất hiện. Xong xuôi rồi. Tiểu Long tử, bây giờ ngươi đã trở thành Tân Vương long tộc rồi. Chúng ta cũng nên trở về tông môn, ta có chuyện muốn thưa với sư tôn. Chủ nhân, có lẽ tạm thời ta không thể trở về cùng người được. Tại sao? Bởi vì ta đã kế thừa long tộc truyền thừa, ngay lúc tiếp nhận ấn ký long tộc. Ta đã nhận được tiếng gọi từ những con rồng khác. Chúng muốn Tân Vương này trở về xử lý một vài việc nhỏ. Thế à, vậy được. Ngay sau đó, Giao Long gầm dài một tiếng, làm vỡ không gian truyền thừa. Tiểu Long tử, xử lý xong nhanh nhanh trở về, ta đợi ngươi ở tông môn. Được. Sớm biết không nên nhận long tộc truyền thừa. Thế là xong, linh thú mạnh nhất đi rồi. Thằng nhóc đó liệu có vứt bỏ ta ở lại long tộc không về không? Chắc là không đâu. Lục Ma Phong chỉ có thể trở về trước, cùng Phượng Hoàng bay về tông môn. Vừa về đến Hạo Thần Tông, đã nhìn thấy sư tôn của hắn ở trước cửa tông môn. Sư tôn, người định đi đâu vậy? Thật vừa hay, ta định nói cho người biết, ta định. Còn chưa đợi Lục Ma Phong nói xong, sư tôn của hắn đã có chút không ổn, đột nhiên. Lục Ma Phong bị đánh bay mấy mét, Phượng Hoàng thấy vậy liền ra tay. Người lạ, người không sao chứ? Ta không sao. Sư tôn, người đang, tại sao lại ra tay với ta? Lục Ma Phong, người vào Hạo Thần Tông cũng được một thời gian rồi. Bây giờ cũng là đệ tử mạnh nhất tông môn rồi. Vì thế hôm nay ở đây chờ, cũng là để thi đấu với con một trận. Xem thực lực của thú triệu hồi của con thế nào. Nói xong, sư tôn lão quỷ triệu hồi thú triệu hồi của mình ra. Đây là thú triệu hồi của sư tôn sao? Sư tôn thực sự muốn so tài không? Con sợ làm sư tôn bị thương thì không tốt. Tự tin như vậy à? Nếu con thực sự có thể vô tình làm ta bị thương, vậy ta sẽ tặng trận pháp này cho con. Thật không? Vậy sẽ đắc tội rồi. Đến đi, để ta xem thử. Xong rồi nhân mình lại quên mất tiểu long tử không có ở đây, xem ra chỉ có thể liều mạng rồi. Ngay lập tức, thể hợp thú xuất hiện. Ngay lập tức phát nổ, hai bên bắt đầu va chạm dữ dội. Lục Ma Phong cũng hỗ trợ, sau khi va chạm liên tục thì bên Lục Ma Phong mất đi Giao Long có chiến lược mạnh nhất, bắt đầu tháo lui từng bước. Mà lúc này sư tôn của Lục Ma Phong vẫn chưa ra tay. Còn Lục Ma Phong hợp lực với thần thú của mình chống lại hai con thú triệu hồi đối phương rất khó khăn. Mặc dù đều là cấp CC, nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ Phượng Hoàng và hợp hình thú chưa từng nuốt thứ gì để nâng cao sức mạnh. Sức mạnh kỹ năng không được nâng cao, hiện tại chỉ có sức mạnh cấp CC bình thường. Sau đó,
theo lão phủ gia nhập chiến đấu với sự tấn công mãnh liệt của đối phương. Lục Ma Phong cuối cùng đã thất bại. Sao, bây giờ con chỉ có thực lực này sao? Ai mà to gan vậy, thừa dịp ta không có ở đây, dám làm thương chủ nhân của ta. Người nói là Giao Long, Lục Ma Phong rất ngạc. Hắn không ngờ Giao Long lại trở về nhanh như vậy. Sau đó lão quỷ cho hai con thú triệu hồi của mình tấn công Giao Long. Một hồi tấn công sau đó, thế mà vẫn không phá vỡ được phòng thủ của Giao Long. Lúc này lão quỷ cảm thấy rùng mình. Sau đó, Giao Long phun ra hơi thở của loài rồng. Thế mà lão quỷ và con thú triệu hồi của mình đã cố gắng chặn lại được. Nhưng trước mặt Giao Long không có con vật nào là bất khuất. Sau đó Giao Long nâng cao sức mạnh tấn công. Trong nháy mắt, hơi thở của loài rồng phủ kín lấy chúng. Cuối cùng dưới vụ nổ dữ dội đó, con thú triệu hồi của đối phương đã bị thổi bay. Lão quỷ cũng bị thương nặng. Ngay lúc Giao Long định tung đòn chí mạng thì Lục Ma Phong lên tiếng. Tiểu Long Tử, dừng tay. Nghe giọng của Lục Ma Phong, Giao Long liền dừng lại. Chủ nhân, sao người lại làm như vậy? Sư tôn chỉ muốn thử nghiệm năng lực của ta thôi, chỉ muốn giao lưu một chút mà thôi. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng các ngươi có mâu thuẫn gì. Lúc này lão quỷ đã hấp hối, mắt cũng trợn trắng. Tiểu Long Tử, sao ngươi lại trở về nhanh như vậy? Thừa kế vị vua của Long Tộc, sau này có phải thường xuyên phải trở về không? Không có ngươi, thật sự là không được. Sẽ không đâu, ta đã cho toàn bộ bọn chúng ẩn thế, sẽ không xuất hiện nữa. Vậy thì tốt rồi. Sư tôn lại bị ngươi đánh thành cái bộ dạng như một con gấu, không phải là quá đáng làm sao? Thôi, để huynh trưởng xử lý đi. Huynh trưởng Huyền Vương, có tình huống khẩn cấp, mau tới cổng tông môn. Sư tôn, sao người lại thế này? Sư đệ, chuyện gì xảy ra vậy? Không có chuyện gì lớn, có lẽ sư tôn chỉ muốn giải phóng năng lực của ông ấy mà thôi. Vì thế ông ấy muốn ta đấu võ với ông ấy. Ai ngờ con tiểu long của ta ra tay mà không biết nặng nhẹ, đánh sư tôn tạ tơi thế này. Cái này. Được rồi, sư huynh hãy đưa sư tôn để tĩnh dưỡng đi. Ta cảm thấy ở gần nhà ta xuất hiện một khe hở không gian. Có lẽ sẽ có chuyện gì đó xảy ra, ta phải về nhà một chuyến. Còn cái trận pháp này, trước đó sư tôn đã nói rằng nếu ta có thể làm ông ấy bị thương thì sẽ tặng trận pháp này cho ta, ta cứ mang theo chút vậy. Chờ khi sư tôn tỉnh dậy thì giúp ta nói với ông ấy một tiếng. Được, vậy cậu cẩn thận trên đường. Tiểu Long, chúng ta đi. Chủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải về nhà? Cụ thể là chuyện gì thì ta cũng không biết, chỉ cảm thấy mấy ngày nay không được bình thường. Hơn nữa, ta đã ra ngoài lâu như vậy rồi, cũng nên về thăm cha mẹ nuôi. Lục Ma Phong và Giao Long đã bay liên tục trong hàng chục ngày. Sau vài lần chuyển hướng, Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời bất ngờ có đòn tấn công hướng về Lục Ma Phong. Lúc này Giao Long phản ứng nhanh nhạy, trong khoảnh khắc đã thay Lục Ma Phong đỡ toàn bộ đòn tấn công. Tên nào thế, dám chơi trò đánh lén? Là ngươi. Thật không ngờ lại là ngươi. Không sai, kẻ này chính là Đại Đạo. Là kẻ đã lĩnh cơm hộp khi mới vào chuyện rồi được mọi người lập đàn hồi sinh. Mà ở trên tay hắn chính là cha mẹ nuôi của Lục Ma Phong. Lục Ma Phong, quả nhiên ngươi đã trở về. Hôm nay ta sẽ báo thù một tiếng ngày trước của ngươi. Hỏa Liên, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện. Rốt cuộc ngươi đã làm gì chúng? Ta chẳng làm gì cả, chỉ cần bọn chúng ăn những món ta đặc chế thôi. Thật là nhân nhân. Nhưng mục đích của ta khi làm vậy là để thu hút ngươi quay về. Nói xong, Hỏa Liên liền mở hai cánh cổng triệu hồi hư không. Hai thú triệu hồi xuất hiện. Lúc này, hai thú triệu hồi của Hỏa Liên đã bước vào cấp độ CC. Bây giờ thực lực của ta đã tăng đến mức lớn. Cô cậu tóc vàng kia, hôm nay nhất định là ngày chết của ngươi. Phải không? Nếu ngươi có năng lực thì hãy đến đây. Lúc này, Giao Long gầm lên, tiếng rồng gầm cực lớn. Chuyển khắp mọi ngóc ngách xung quanh, có thể cảm nhận được sự giận dữ của Giao Long. Ngay cả bầu trời cũng bắt đầu u ám. Tiểu Long Tử, con nhẹ nhàng một chút, đừng có mà phá nhà đấy. Chủ nhân, lần này nhất định không thể tha cho hắn. Giao Long di chuyển tức thời đến trước mặt gã tóc vàng. Lúc này hai thú triệu hồi của đối phương đồng thời tung ra hai đòn tấn công.
lao đến tấn công Giao Long. Giao Long hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ giơ một móng vuốt rồng là đã đỡ được cả hai đòn tấn công. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Đến lượt Giao Long phản công, lập tức lửa sáng từ phía. Lúc này, Hỏa Liên cùng thú triệu hồi của hắn chặn lại đòn tấn công của Giao Long, kinh ngạc không thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thằng này vậy mà có thể tung ra đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Thế nào, giờ thì biết lợi hại rồi chứ? Tiếp theo sẽ cho người nếm thử trận pháp mới của ta. Trận pháp dừng lại giữa không trung, một luồng ánh sáng đỏ xuất hiện bao trùm lấy Hỏa Liên. Ngay sau đó, vô số đòn tấn công xuất hiện, điên cuồng tấn công Hỏa Liên và thú triệu hồi của hắn. Trong phút chốc, với sự tấn công liên hợp của Giao Long và trận pháp, Hỏa Liên hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Lúc này hắn như chú cừu non bất lực, mặc cho rồng giết thịt. Cùng với vô số tiếng nổ vang lên, thú triệu hồi của hắn đã nằm bất động trên mặt đất. Còn Hỏa Liên thì bị đánh văng lên không trung. Lúc này, Giao Long thuận thế nuốt chửng thú triệu hồi của hắn. Một tiếng gầm giận dữ, ánh sáng vàng quét qua cơ thể. Lần này, Giao Long đã chính thức đạt đến đỉnh cấp cấp. Lúc này, Hỏa Liên vẫn đang từ từ hạ xuống. Ngươi thực sự rất yếu. Không ngờ giờ ngươi lại mạnh đến vậy. Nhưng ngươi không dám động vào ta, nếu ta có chuyện gì, thì băng đảng của ngươi sẽ xong đời. Cho ngươi một cơ hội, lập tức lấy thuốc giải ra đây. Không thể nào. Để như vậy thì để ngươi nếm thử lần nữa, tiểu long tử. Chờ đã, ta sẽ trả lại cho ngươi. Đây chính là thuốc giải rồi. Ngay lúc Lục Ma Phong đang giải độc cho cha mẹ nuôi của mình, Hỏa Liên nở một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, trên không trung từ từ xuất hiện một hố đen. Ngay lúc Lục Ma Phong đang giải độc cho cha mẹ nuôi của mình, thế nhưng Hỏa Liên lại muốn âm thầm bỏ trốn. Còn muốn chạy trốn sao? Tiểu Long Tử xử lý nó nào. Nói thì chậm mà nhanh, ngay khi Hỏa Liên định bước vào hố đen, Giao Long đã dùng một đòn tấn công trực tiếp đánh trúng hắn ta. Sau một hồi oanh tạc, thân thể Hỏa Liên nổ tung, hóa thành cho bụi, hoàn toàn lĩnh cơm hộp. Ta không để ngươi chạy trốn đâu. Chúc mừng túc chủ đã hạ gục cường giả cấp 5 Hỏa Liên, sắp tới sẽ đến một nơi. Có ý gì thế? Lúc này cha mẹ của Lục Ma Phong cũng đã hồi phục lại, hai người không sao chứ? Con ơi, thật sự là con sao? Ra ngoài lâu như vậy rồi, sao con mới về? Tên nhóc không tệ nha, mạnh lên rất nhiều rồi. Đúng rồi, trước kia chúng ta bị một người bắt đi là mất đi ý thức. Con đã cứu chúng ta như thế nào? Nó bắt hai người chính là muốn dụ ta quay lại. Tuy nhiên bây giờ không sao cả rồi, hắn ta đã hoàn toàn không còn. Thế sao? Vậy tiếp theo con đừng đi nữa, ở lại nhà đi. Không được, con vẫn phải tiếp tục tu luyện. Hai người còn nhớ người bí ẩn trước đó không? Thực lực khủng khiếp của hắn. Nếu ta không trở nên mạnh mẽ hơn, thì đến lúc đó làm sao đối phó với hắn? Bà đừng khuyên anh ấy nữa, con đã lớn rồi, hãy để con tự quyết. Được rồi, nhớ thường xuyên về nhà thăm non nhé. Ngay lúc này, đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ kéo dài một lúc rồi mới dừng lại. Chuyện gì vậy? Có vẻ như bên đó xảy ra chuyện gì đó. Ta vẫn không yên tâm khi để mọi người ở lại đây. Ta đưa mọi người đến nơi khác nhé. Đôi khi cũng có tiếng nổ vọng từ hướng đó đến. Chúng ta đã quen rồi, không sao. Nếu vậy thì thú hợp thành. Chủ nhân, sau này người ở lại đây cảnh giác, không được để người lạ đến gần. Đợi đến khi nào, ta sẽ quay về đón ngươi. Thưa ngài, Tiểu Long Tử, chúng ta đi tìm hiểu xem sao. Lục Ma Phong đến hiện trường vụ nổ. Thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy, Ma Phong hít một hơi lạnh. Nơi đây tập hợp rất nhiều đệ tử đến từ các phái lớn. Có thể là vừa xảy ra một trận chiến kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra ở đây? Sao có thể có một cuộc hỗn chiến như vậy? Nhóc rồng, người có biết gì không? Chủ nhân, ngươi nhìn lên trên kìa. Đó là cái gì? Đinh, kích hoạt nhiệm vụ, luyện ngục sen đỏ. Ở giữa dãy thanh sơn này có một bí cảnh, gọi là luyện ngục sen đỏ, nơi sâu trong khu cấm có dấu kho báu. Có vẻ như họ đánh nhau là vì thứ bên trong. Kho báu bên trong đó là gì mà có thể khiến những người này trở nên điên cuồng thế? Đánh nhau đến mức ngã ngựa, cũng tiện cho ta. Ngay khi con nhóc tóc vàng chuẩn bị vào thì đã có người nhanh chân hơn.
Nhắc nhở túc chủ, vì có người vào bí cảnh trước nên lối vào đã bị đóng lại. Từ đó kích hoạt phần thưởng ẩn. Phần thưởng là 3 viên bí đan đặc biệt, có thể giúp thú triệu hồi cấp CC trực tiếp thăng cấp lên trạng thái đỉnh. Nghe đến đây, Ma Phong cũng ngơ ngác, hoàn toàn không phản ứng kịp. Sau khi quay về, trực tiếp để Phượng Hoàng và Thú Hợp Thành hấp thu bí đan đặc biệt. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng và Thú Hợp Thành bùng phát uy thế mạnh mẽ. Sau khi gột rửa bằng ánh sáng vàng, Phượng Hoàng và Thú Hợp Thành đạt đến đỉnh cấp CC. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể chống lại người bí ẩn rồi. Vì vậy, Tiểu Ma Phong để ba con thần thú đỉnh thiết lập một kết giới. Sau đó cùng nhau quay về, trên đường Tiểu Ma Phong trở về Tông Môn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, đánh ngã Tiểu Ma Phong. Người bí ẩn, vậy mà lại là ngươi, không ngờ lại tìm đến nhanh như vậy. Vậy hôm nay tính sổ cả ân oán mới và cũ. Ta đã nói từ lâu, khi ngươi đạt đến một tầm cao nhất định, ta sẽ ra đấu một trận với ngươi, giờ xem ra, ngươi có chút tư cách rồi. Nói xong, người bí ẩn và Tiểu Ma Phong đồng thời triệu hồi thú triệu hồi của mình. Thú triệu hồi của cả hai bên khí thế hung hăng, va chạm lẫn nhau. Chuyện gì thế này, tại sao hắn chỉ có hai con thú triệu hồi? Hắn ta là triệu hồi sư bí ẩn hàng đầu, lẽ thường không nên thế chứ? Thôi kệ, Tiểu Ma Phong và thú triệu hồi của hắn vừa dứt lời đã tấn công trước. 183 con thú phát ra vô số đòn tấn công dữ dội giáng thẳng vào đối phương. Khi Tiểu Ma Phong và ba con thú triệu hồi đỉnh cao dốc hết sức, kể cả người bí ẩn cũng không thể thoát khỏi thương tích. Những đòn tấn công này khiến toàn bộ lục địa triệu hồi rung chuyển. Âm thanh của vụ nổ dữ dội tiếp tục vang lên trong một thời gian. Khói dần tan, linh thú của người bí ẩn ngã xuống đất. Cuối cùng cũng đánh bại được người bí ẩn. Ngay khi Lục Ma Phong nghĩ rằng mình đã thắng, giây tiếp theo, hắn ta chết lặng. Linh thú của người bí ẩn tuy đã ngã xuống, nhưng chính hắn ta vẫn ung dung đứng đó không hề hấn gì. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Sau đó, người bí ẩn nhảy vọt lên không trung. Đòn tấn công cực mạnh nhắm vào Lục Ma Phong. Sau đó, ngay cả bộ giáp bằng hộ thân cũng vỡ tan trong nháy mắt. Giao Long, Phượng Hoàng, Linh Thú tổng hợp bị đánh cho chỉ còn lại một hồn phách. Chết tiệt, quả thực mạnh đến mức khó tin, như thể không phải người ở thế giới này vậy. Không sai, người đã đoán đúng. Ta lại thua, muốn nhân thì ngươi. Nhân ngươi, sao ta nỡ, ngươi chính là con trai ruột của ta. Lục Ma Phong bất ngờ. Chết tiệt, tại sao không nói nên lời? Trên thực tế, tất cả mọi thứ ở đây đều không có thật, kể cả cha mẹ nuôi của ngươi. Tất cả mọi thứ đều do ta tạo ra, ngay từ lúc ngươi được sinh ra. Ta đặt ngươi vào thế giới ảo này do ta tạo nên. Mục đích là để thử thách ngươi, giờ đã đến lúc. Ta sẽ đưa ngươi đến nơi ngươi nên đến. Trong quá trình này, ta sẽ gắn cho ngươi một thứ rất lợi hại. Sau đó sẽ chìm vào giấc ngủ rất lâu, mọi ký ức của ngươi cũng sẽ bị xóa sạch. Lần gặp lại sau, ta mới hồi phục trí nhớ thôi. Nói xong, người bí ẩn liền đưa Lục Ma Phong vào trong hang động trùng. Trong xoáy nước dịch chuyển, lạc mất phương hướng. Sau hơn trăm năm dịch chuyển, cuối cùng cũng ra ngoài. Những triệu hồi thú bị đánh thành hồn phách cũng dần khôi phục lại hình dạng. Chỉ là, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây lại là nơi nào? Hệ thống nhắc nhở, nơi này rất nguy hiểm, hãy cẩn thận. Lục Ma Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Đúng lúc này, một viên ngọc hình cầu bất ngờ rơi ra từ người Lục Ma Phong, phát ra ánh sáng chói mắt. Đây là cái thứ gì vậy? Tiểu Long Tử, mau xem thử đây là cái gì. Tiểu Long Tử, ngươi điếc hả? Sức mày kêu gào như điên. Thứ này uy lực khủng khiếp thế. Chủ nhân, ngươi làm gì vậy? Xin nữa thì tiễn ta đi luôn rồi. Ngươi gào cái gì thế? Ta bảo ngươi xem thử đây là cái gì. Thiên châu này chẳng phải do ba ngươi để lại cho ngươi sao? Trong xoáy nước, nó còn đỡ một đòn cho chúng ta nữa. Nếu không thì bây giờ chúng ta chẳng thể ra ngoài đâu. Thế sao? Vậy thì cắt đi, đúng rồi. Phượng Hoàng với Hoàng Thành Thú đâu rồi? Sao không thấy chúng nữa?
cũng không ở trong không gian thất hải. Hệ thống, giúp ta tìm Phượng Hoàng và Hợp Thành Tú. Hệ thống nhắc nhở, không thể tìm ra Phượng Hoàng và Hợp Thành Tú. Thật là một ngu đần, hãy nhìn sang bên kia. Có lẽ đã lạc nhau ở vòng xoáy, nhưng nó cũng nên ở thế giới này, Tiểu Long Tử. Chúng ta hãy mò mẫm xung quanh xem sao. Trước mặt có một người, hãy tăng tốc và đi theo. Xin hỏi ngài ở đây là nơi nào? Không trả lời, chẳng lẽ bị biết sao? Xin hỏi, đây là... Hỏi mà không trả lời. Tiểu Long Tử, cho hắn một bài học, vừa tới đã tỏ ra khoác lác. Hơi quá trớn thôi. Cái gì? Dưới đòn tấn công của Tiểu Long Tử, hắn ta vẫn không hề hành gì. Thế thì, trận pháp tấn công, trận pháp tấn công. Đứa trẻ ngông cuồng. Không ngờ lại là người này, thật lợi hại. Chủ nhân, làm rất trân châu. Đây là linh châu của chủ nhân sao? Ngươi là ai? Ngươi lấy đâu ra linh châu này? Trân châu, là cha ta đưa. Chẳng lẽ ngươi chính là thiếu chủ mà ngày đó chủ nhân mang đi? Ngươi quen biết cha ta sao? Thiếu chủ, xin hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của ta lúc nãy. Ta tên Lão Triệu, cha anh là ân nhân cứu mạng của ta. Tiểu Ma Phong kể qua một lượt đại khái cho Lão Triệu về kinh nghiệm của mình. Lão Triệu vừa nghe vừa run rẩy. Vừa đến đây đã bị một ông già râu chẳng có nhiều vết sẹo ở khóe mắt hành hạ. Xem ra ta vẫn còn quá yếu. Không phải thiếu chủ quá yếu, mà là đối phương quá mạnh. Ông già có vết sẹo ở khóe mắt, chắc là hắn ta.